Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 20. Vạn Lăng Phong cau mày, làm gì? Lăng Thi Âm khẽ cười, Tổng hội trưởng Diệp có thể tiến vào Vạn Bảo Lâu, còn các ông chờ bên ngoài đi. Không được. Lâm Thương Hải trực tiếp phản đối. Vạn Lăng Phong cũng nhắc nhở một câu, chủ nhân, cẩn thận có bẫy. Ha 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 ha. Lăng Thi Âm cười khẽ, mặt đầy thích thú nhìn Diệp Bắc Minh, thế nào, Tổng hội trưởng Diệp cũng cho rằng Vạn Bảo Lâu tôi là nơi nguy hiểm, không dám bước vào sao. Tôi vào thì có làm sao đâu. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, đi vào. Lăng Thi Âm có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, theo sát phía sau. Sau khi tiến vào Vạn Bảo Lâu, Diệp Bắc Minh đang định mở miệng. Giây tiếp theo, Lăng Thi Âm lại trực tiếp quỳ xuống. Lăng Thi Âm đứng đầu Vạn Bảo Lâu tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ? Diệp Bắc Minh sững sờ, tình huống gì vậy? Lăng Thi Âm mặt tiêu cười, cảm giác áp bức của võ thánh trong nháy mắt biến mất tăm. Cô ta lộ ra thái độ tôn kính với Diệp Bắc Minh. Thái độ này vốn không phải giả vờ. Lăng Thi Âm giải thích, thiếu chủ, tất cả mọi thứ đều do chủ mẫu sắp xếp. Chủ mẫu đã nói, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến thành võ đế. Đến khi đó tôi nhất định sẽ nhận ra cậu. Bây giờ nhìn lại, tất cả lời chủ mẫu đều đã định sẵn, khoảnh khắc cậu xuất hiện, tôi liền biết cậu đến rồi. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngây người. Khóe miệng co quắp. Rốt cuộc mẹ đã giữ lại cho anh bao nhiêu người. Phó hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, chủ nhân Vạn Bảo Lâu thành võ đế, một võ thánh đỉnh phong lại là người của mẹ. Quả thực khiến người ta quá bất ngờ. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngây người. Lăng Thi Âm cũng không có quấy rầy, lẳng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, Diệp Bắc Minh tỉnh ngộ, giọng nói trầm xuống, rốt cuộc là chuyện gì? Cô biết mẹ tôi. Lăng Thi Âm không dám giấu giếm, 23 năm trước, chủ mẫu đã đến thành võ đế. Khi đó tôi cũng chỉ là một võ hoàng thông thường, vốn không thể có được ngày hôm nay. Chẳng những chủ mẫu giúp tôi trẻ mãi không già, còn chỉ điểm tôi tu võ. Khiến tôi có cơ hội trở thành võ thánh. 23 năm qua, tôi ngày đêm trông ngóng sự xuất hiện của cậu. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Hỏi tiếp, mẹ tôi chỉ bảo cô đợi tôi. Không dặn dò gì. Có. Lăng Thi Âm gật đầu, chủ mẫu bảo cậu làm ba chuyện. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, ba chuyện. Thứ nhất, chủ mẫu nói nếu nhà họ Diệp Côn Luân hư gặp nạn, có thể giúp thì giúp. Thực sự không giúp được thì thôi. Không phải tạo gánh nặng. Diệp Bắc Minh sững sờ. Nếu như dựa vào suy nghĩ của anh, năm đó nhà họ Diệp mặc kệ mẹ, anh cũng chẳng buồn để ý đến nhà họ Diệp. Dù nhà họ Diệp bị diệt vong thì sao? Bây giờ nhìn lại, mặc dù mẹ bị nhà họ Diệp làm tổn thương lòng, nhưng cuối cùng vẫn là người nhà họ Diệp. Không thể không bận lòng. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thứ hai, chủ nhân để lại một món đồ ở nhà họ Diệp Long Đô. Thiếu chủ cậu mau đi lấy, gỡ bỏ bí mật của vật đó. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Vật đó chẳng phải tháp càn khôn trấn ngục sao? Diệp Bắc Minh trả lời, điều thứ hai tôi làm được rồi. Lăng Thi Âm kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, rồi tiếp tục nói, thứ ba, từ ngày thiếu chủ bắt đầu bước vào Vạn Bảo Lâu. Trong vòng một năm, trở thành võ đế. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh không nhìn được chửi thề. Khóe miệng co quắp, mẹ bảo con trai một năm trở thành võ đế. Mẹ thật biết nghĩ. Lăng Thi Âm biểu tình quái dị, thiếu chủ, ban đầu tôi cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong vòng một năm trở thành võ đế, dù bây giờ cậu là võ thánh cũng khó mà làm được đúng chứ. Một năm trở thành võ đế. Theo như Lăng Thi Âm thấy cũng không thể nào. Đừng nói chi Diệp Bắc Minh bây giờ không phải võ thánh. Trong toàn bộ lịch sử Long Quốc cũng không có thiên tài nào yêu nghiệt như vậy. Diệp Bắc Minh trong lòng cũng không chắc, dù sau lưng anh có 99 sư phụ vô địch, anh cũng không dám bảo đảm. Một năm trở thành võ đế. Khó khăn. Khó hơn lên trời xanh. Đột nhiên, giọng tháp càn khôn trấn ngục truyền tới, nhóc con, cậu quên có tôi rồi sao? Thật ra thì có tôi ở đây, một năm trở thành võ đế, gần như cũng không khó khăn lắm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thật. Giọng nói tháp càn khôn trấn ngục đầy kiêu ngạo, nói nhảm. Cậu không nghĩ gì à, hơn 2 tháng ngắn ngủi, cậu đề thăng lên 2 cảnh giới lớn. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, anh gật đầu. Có lẽ thật sự có thể được. Tôi sẽ cố gắng.
Anh khẽ gật đầu. Lăng Thi Âm thở dài, thiếu chủ, cậu không thể chỉ cố gắng, bởi vì chủ mẫu còn có điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Bắc Minh tò mò hỏi. Lăng Thi Âm nói, chủ mẫu nói, nếu như trong vòng một năm cậu có thể trở thành võ đế, vậy thì sẽ có tư cách truy tìm bí mật của bà ấy. Tôi mới có thể nói ra chuyện tiếp theo cho cậu. Nếu như trong vòng một năm, cậu không thể trở thành võ đế, vậy nói nên tư chất không đủ. Tư chất không đủ thì ở thế giới này lấy vợ sinh con, bình thản trải qua hết cuộc đời đi. Biểu cảm Diệp Bắc Minh có chút quái dị. Mẹ đây là tin mình hay không tin mình? Diệp Bắc Minh im lặng. Lần này anh im lặng rất lâu. Cũng nghĩ rất nhiều thứ. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh hỏi, mẹ tôi còn nói gì không? Không có. Lăng Thi Âm lắc đầu, quỳ một chân về phía Diệp Bắc Minh, thiếu chủ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả Vạn Bảo Lâu để cho cậu điều khiển. Dù cậu cần tài nguyên tu luyện gì cũng có thể lấy từ Vạn Bảo Lâu. Diệp Bắc Minh biết, đây là tài sản mẹ để lại cho mình. Tài nguyên tu võ của Vạn Bảo Lâu không phải ít. Nhưng cho dù có lượng tài nguyên khổng lồ chồng chất trước mắt, muốn dựa vào chúng để tạo ra một võ đế, quả thật quá khó khăn. Võ đế thật sự không phải do tài nguyên sinh ra. Nếu dựa vào tài nguyên tu võ có thể sinh ra, vậy thì khắp nơi trên thế giới sẽ đều là võ đế. Bên ngoài Vạn Bảo Lâu, Đường Thiên Ngạo đi đi lại lại, mờ u bàn tay vỗ vào lòng bàn tay, hội trưởng Diệp đã vào đó gần một tiếng rồi, chắc không phải gặp nguy hiểm gì chứ. Hai người Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải quay sang nhìn nhau một cái, vô cùng bình tĩnh. Bọn họ sớm đã quen rồi. Lúc ban đầu, hai người cũng lo lắng cho chủ nhân. Sau này cũng chai lì luôn. Gần như không có thứ gì có thể làm khó được chủ nhân. Cho dù là một võ thánh đỉnh phong, cũng không khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Niềm tin của hai người với Diệp Bắc Minh đã đến mức mù quáng. Ây! Chết rồi! Xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Hai người nói gì đi chứ? Không thể để một mình tôi lo lắng thế chứ, Đường Thiên Ngạo lo lắng dậm chân. Lúc này, một cô gái đi ra từ trong Vạn Bảo Lâu, các vị, chủ nhân của tôi mời mọi người vào. Đi thôi. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đồng thanh nói, rồi đi vào Vạn Bảo Lâu. Trần Lê Y dẫn Hàn Nguyệt đi theo phía sau. Đường Thiên Ngạo hơi do dự, ông ta cắn răng, má ơi, mặc kệ nơi đầm rồng hang hổ, đi vào đã rồi tính. Nếu hội trưởng bị thua, có lẽ mình cũng xong đời. Mọi người đều là người cùng hội cùng thuyền, cùng lắm là chết cùng nhau. Đôi mắt đỏ ngầu, cúi đầu xông vào Vạn Bảo Lâu. Trong hội trường, Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế uống trà. Lăng Thi Âm cung kính đứng ở một bên, hầu hạ giống như một người giúp việc. Nhìn thấy mấy người đi vào, Lăng Thi Âm cười nói, thiếu chủ, bọn họ đến rồi. Thiếu chủ! Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải há hốc miệng. Vãi! Cho dù là bọn họ cũng không ngờ tới, Lăng Thi Âm lại gọi Diệp Bắc Minh là thiếu chủ. Cô ta là một võ thánh đỉnh phong đó. Sánh ngang được với người canh giữ Long Quốc. Hai người nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chủ nhân, mẹ kiếp, quá nghịch thiên rồi. Đường Thiên Ngạo loạng choạng, kinh hãi suýt trượt ngã cái gì? Chỉ có Trần Lê Y rất bình tĩnh. Bất kể Diệp Bắc Minh có thân phận gì, anh cũng là chủ nhân duy nhất của cô ấy. Hội trưởng Diệp, cô ta, sao cô ta lại gọi cậu là thiếu chủ? Có chuyện gì vậy? Đường Thiên Ngạo ngẩn người, trợn mắt há hốc miệng. Quá vui mừng, quá bất ngờ. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải cứ nhìn Diệp Bắc Minh mãi, đợi anh giải thích. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng. Đột nhiên, bằng, một tiếng đạn pháo vang lên. Phá vỡ sự yên tĩnh của thành võ đế. Lập tức, cả thành võ đế sôi sục. Một người phụ trách của Vạn Bảo Lâu nhếch nhác xông vào, xảy ra chuyện lớn rồi, vua Tây Vực dẫn theo đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế rồi. Lúc này, rất nhiều võ giả trèo lên tường thành của thành võ đế, vua Tây Vực dẫn theo đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây chặt thành võ đế. Lập tức, lòng người cả thành võ đế hoang mang hoảng sợ. Ngay cả người của gia tộc người canh giữ cũng đi lên đầu tường. Có chuyện gì vậy? Lá cờ phấp phơi tung bay trong gió, đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế. Hú hú hú, tiếng kèn lệnh vang lên. Một luồng khí tàn sát khủng bố ập đến. Sao vua Tây Vực lại đích thân đến đây?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa gia tộc người canh giữ với vua Tây Vực rất tốt, tại sao ông ta phải làm vậy? Người canh giữ không có ở thành Võ Đế, có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Những người của gia tộc người canh giữ cũng kinh ngạc. Càng đừng nói là võ giả bình thường khác. Cho dù võ giả bình thường có mạnh đi nữa, khi đối diện với đại quân hùng hậu, cũng không thể giữ bình tĩnh. Trong đám đông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một cô gái xinh đẹp nhướn mí mắt, bố à, chắc không phải vua Tây Vực muốn đối phó thành Võ Đế, chứ? Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người này. Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương của gia tộc cổ võ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên nghiêm trọng, không cần lo lắng, vua Tây Vực quản lý Tây Vực, không phải kẻ ngốc. Ông ta không thể nào đắc tội với võ giả toàn thiên hạ. Mạo nhiên điều động hàng triệu binh sĩ bao vây thành Võ Đế, chắc chắn có mục đích của ông ta. Ở một bên khác tường thành, một cô gái chu miệng. Vân Kiếm Bình thấy kỳ lạ, ông nội, vua Tây Vực này muốn làm gì? Quá đáng quá rồi đấy. Cô ta tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, để cháu ra nói với ông ta, Kiếm Thánh Vân Chi Lan đang ở đây, bảo ông ta rút quân. Hi hi, mang uy danh của ông nội ra, chắc chắn có thể dọa ông ta sợ rút hết đại quân. Cô ta đang định hét lớn, thì bị Vân Chi Lan ngăn lại, đừng làm bừa. Soạt, rất nhiều võ giả xung quanh đều kinh ngạc nhìn qua. Ông chính là tiền bối Kiếm Thánh. Rất nhiều võ giả kích động, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Nhìn mọi người quỳ xuống. Vẻ mặt Vân Kiếm Bình đầy kiêu ngạo, hì hì, coi như các người có mắt. Đúng thế, đây chính là Vân Chi Lan, ông nội tôi, Kiếm Thánh thiên hạ đệ nhất. Vân Chi Lan thở dài một hơi, lắc đầu. Ông ta vốn muốn khiêm tốn, không ngờ bị cháu gái nói ra thân phận. Ông ta lướt nhìn mọi thứ gần đó, rồi giơ tay, các vị đứng lên hết đi, đừng truyền ra ngoài, tránh dẫn đến hỗn loạn. Một luồng sức mạnh ập đến. Tất cả võ giả đứng lên. Vâng. Bọn họ kích động gật đầu. Vân Chi Lan. Kiếm Thánh. Trời ơi! Từ sau khi Độc Cô Kiếm Thánh Độc Cô Vũ Vân mất tích, Vân Chi Lan kế thừa danh hiệu Kiếm Thánh. Nếu ông ta lên tiếng, không chừng vua Tây Vực sẽ nể mặt thật. Vậy thì phải xem sau đây sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Ở một bên khác của tường thành, hai ông lão và một cô gái đang đứng ở đó, cùng một đám võ giả bảo vệ phía sau. Chính là ba người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Diệp Như Ca. Bọn họ cũng đến thành Võ Đế. Diệp Cấm Thành cau chặt mày, anh cả, chắc không phải là vì anh chứ. Vua Tây Vực vốn lòng lang dạ thú, liệu có phải biết anh đến thành Võ Đế, cho nên. Diệp Lăng Tiêu khoác áo choàng, đội nón che. Khuôn mặt già ẩn trong bóng tối, không thể nào, anh rời khỏi Long Đô vô cùng bí mật. Ngay cả người trong nhà cũng không biết, anh vừa mới đặt chân đến thành Võ Đế, làm sao vua Tây Vực biết được. Sợ rằng là vì chuyện khác, rốt cuộc là vì sao đây? Diệp Như Ca nhìn đại quân hàng triệu binh sĩ, trong lòng run sợ, ông nội, vậy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Đại quân hàng triệu binh sĩ áp sát, không phải trò đùa đâu. Giọng Diệp Lăng Tiêu trầm xuống, cứ đợi xem sao. Sắc mặt của ông ta hơi ngưng trọng, một mình vua Tây Vực đã có thể điều động hàng triệu binh sĩ. Không thể không đề phòng. Lúc này, trong trận doanh của đại quân hàng triệu binh sĩ đẩy đến một cái bục cao. Lá cờ bay phấp phới. Chống trận ầm ầm. Vua Tây Vực ngồi bên trên, lên tiếng nói, vua Tây Vực Tào Anh tôi, hôm nay đến đây, chỉ vì một người. Vì cách quá xa. Những võ giả trên tường thành không nghe thấy. Vua Tây Vực đang nói gì đấy? Không nghe thấy. Thật kỳ lạ. Các võ giả bàn tán. Liền sau đó, hàng triệu binh sĩ đồng thanh hét lớn, vua Tây Vực nói, vua Tây Vực Tào Anh tôi hôm nay đến đây chỉ vì một người. Một luồng khí tức kinh thiên truyền đến, khiến rất nhiều võ giả sợ đến không nhịn được phải lùi lại. Suýt. Hít một hơi khí lạnh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Không hổ là vua Tây Vực, hàng triệu người cùng đồng thanh lên tiếng, ngang bằng với một cái loa phóng thanh, vang khắp cả thành Võ Đế. Lục Khi Xương ngẩn người, bố à, nhân vật đẳng cấp như vậy, có thể sánh được với gia tộc cổ võ chứ? Gia tộc cổ võ cũng không dám đắc tội với vua Tây Vực. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Lục Khi Xương kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nghiêm trọng nói,
nếu là thời đại binh khí không có chất cháy nổ trước đây, võ giả có sức mạnh tuyệt đối. Bây giờ là thiên hạ của vũ khí nóng, cho dù là võ giả đẳng cấp nhất, ai có thể chống lại được súng đạn chứ? Lục Khi Xương gật đầu. Đúng thế. Cho dù là võ thánh, bị trúng một quả đạn hạt nhân thì cũng sẽ chết. Vân Kiếm Bình sợ giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó chề môi, cái gì chứ? Đông người thì giỏi lắm sao? Ông nội tôi ra tay, một kiếm đã chém chết vua Tây Vực chó chết gì đó rồi. Vân Chi Lan quát một tiếng, Kiếm Bình, không được nói bừa. Ông nội, sao ông hung dữ với cháu? Vân Kiếm Bình đỏ mắt, vô cùng ấm ức. Vân Chi Lan sầm mặt, đông người phức tạp mà cháu lại nói ra lời như vậy. Chẳng may truyền đến tai vua Tây Vực, thì sẽ bất lợi cho nhà họ Vân. Vân Kiếm Bình phản bác, ông nội, ông là kiếm thánh mà. Ông còn không sợ cả người canh giữa, mà lại sợ vua Tây Vực gì chứ? Hơn nữa, nhà họ Vân chúng ta cũng là gia tộc người canh giữ, có gì mà phải sợ? Vân Chi Lan lạnh giọng nói, không được ăn nói bừa bãi, thế giới này không phải chỉ do một người quyết định. Hừ, cháu không nghe, cháu không nghe. Vân Kiếm Bình ôm tai, ngồi xổm xuống đất òa khóc. Lúc này, vua Tây Vực lại lên tiếng lần nữa, người này, là Diệp Bắc Minh. Hàng triệu binh sĩ hét lớn, vua Tây Vực nói, người này, là Diệp Bắc Minh. Cái gì, Diệp Bắc Minh? Tất cả võ giả của thành võ đế đều ngẩn người. Lại có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh đã chọc vào vua Tây Vực sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, Diệp Bắc Minh. Lục Khi Xương không thể tin nổi, thần Y Diệp, tại sao vua Tây Vực lại đến vì thần Y Diệp? A, là anh ta. Vân Kiếm Bình đang quỳ dưới đất cũng ngẩn người, ngừng khóc lóc. Cô ta mở to mắt, giống như nhìn thấy quỷ. Dù thế nào cô ta cũng không hiểu, vua Tây Vực dẫn hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế, chỉ vì một mình Diệp Bắc Minh. Dựa vào cái gì vì anh ta mà gây ra thanh thế lớn đến vậy? Vân Chi Lan cũng giật mí mắt. Ông nội, có chuyện gì vậy? Diệp Như Ca tỏ vẻ mặt chấn hãi. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ, lại là vì Diệp Bắc Minh. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành quay sang nhìn nhau. Ngơ ngác khó hiểu. Trong mắt bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, vô cùng khó hiểu. Liền sau đó, vua Tây Vực lên tiếng. Hàng triệu binh sĩ cùng hét lớn, vua Tây Vực nói, không cần nhiều lời, Diệp Bắc Minh đã giết con trai Tào Sảng của tôi, hạn cho cậu ta trong vòng một tiếng, ra khỏi thành võ đế, đưa cổ chịu chết. Nếu không, đại quân của tôi sẽ tiến vào thành võ đế, chỉ để giết một mình Diệp Bắc Minh. Gần như cùng lúc, một bóng người vụt bay đến, đáp xuống trên đỉnh tường thành của thành võ đế, lạnh giọng nói, đâu cần đến một tiếng, vua Tây Vực, Diệp Bắc Minh tôi đến rồi. Giọng nói âm vang khắp cả thành võ đế. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Không ai ngờ được, Diệp Bắc Minh lại xuất hiện nhanh như vậy. Anh chê chết chưa đủ nhanh sao? Soạt! Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên Diệp Bắc Minh. Hàng triệu binh sĩ dưới thành võ đế cũng nhìn qua, dán chặt mắt vào Diệp Bắc Minh. Nếu là người bình thường thì sớm đã bị ép phải cúi đầu rồi. Nhưng, Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, đứng trên vị trí cao nhất của cổng thành võ đế, cúi đầu nhìn xuống hàng triệu binh sĩ, vua Tây Vực, tôi đến rồi. Diệp Bắc Minh, vua Tây Vực nhìn thấy khuôn mặt thật của Diệp Bắc Minh, bất giác lên tiếng. Ông ta hơi chấn hãi, có chút bất ngờ. Không ngờ Diệp Bắc Minh trực tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, vua Tây Vực đứng lên, quát lớn, Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao. Còn chưa nói hết một câu. Diệp Bắc Minh đã quát một tiếng ngắt lời vua Tây Vực. Giọng nói giống như tiếng sấm truyền đi, vua Tây Vực, ông thật to gan. Ông là vua Tây Vực, thì phải bảo vệ Tây Vực. Hôm nay lại dẫn hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế, ông muốn làm gì? Vua Tây Vực ngẩn người. Nhất thời quên mất phản ứng. Ông ta vốn không ngờ, Diệp Bắc Minh lại có thể mạnh mẽ như vậy. Vãi! Muốn nghịch thiên hả? Ôi vãi! Người ta đều nói Diệp Bắc Minh ngông cuồng, mẹ kiếp, tôi nằm mơ cũng không ngờ, tên này lại ngông cuồng như vậy. Các võ giả trên tường thành, người nào cũng thộn mặt. Choáng váng ù cả đầu. Diệp Bắc Minh lại quát mắng vua Tây Vực trước mặt hàng triệu binh sĩ. Hống hách, mẹ kiếp, quá hống hách rồi. Người ta dẫn theo hàng triệu binh sĩ đến, một mình anh dám quát mắng vua Tây Vực.
trong lòng mọi người đều nổi lên cơn sóng sợ hãi, vô cùng kinh hãi. Thần y Diệp, trong đôi mắt Lục Khi Xương đầy ánh hào quang. Cô ta vô cùng kích động, cơ thể cũng bất giác run lên. Nếu nói Diệp Bắc Minh cứu Lục Lâm Thiên, bố của cô ta, Lục Khi Xương biết ơn sâu sắc và vô cùng tôn kính Diệp Bắc Minh. Thì lúc này, còn thêm cả sùng bái nồng nhiệt. Không chỉ là Lục Khi Xương, những cô gái khác cũng nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt đầy ái mộ, Diệp Như Ca ôm chặt cái miệng nhỏ, cố hết sức không để mình hét ra, ông nội, anh ta điên rồi sao? Diệp Cấm Thành cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh, tên nhóc này lấy đâu ra dũng khí thế? Đôi mắt Diệp Lăng Tiêu nghiêm lại, nhìn một bên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, cậu nhóc giỏi lắm, thân phận Long Soái chính là dũng khí của cậu ta. Dù sao, địa vị Long Soái trong quân đội cũng cao hơn vua Tây Vực. Vân Kiếm Bình sớm đã không khép được cái miệng nhỏ. Vân Chi Lan giật mạnh mí mắt, lẩm bẩm, chẳng trách, Lão Phong muốn nhận cậu ta làm đệ tử, thì ra là vậy. Tên nhóc này, đúng là có gan hơn người. Lão Phong mà ông ta nói chính là Phong Cửu U, minh chủ võ lâm nhiệm kỳ trước. Vua Tây Vực phản ứng lại, ngay từ đầu mình đã thua khí thế rồi. Không thể nào. Vua Tây Vực tức giận quát một tiếng, Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tào sảng của tao, giết người đền mạng, mày còn hống hách như vậy. Diệp Bắc Minh cười, giết tôi. Ông muốn báo thù cho con trai ông. Hừ. Anh quát một tiếng, Tào Anh, ông thật to gan. Tôi là Long Soái của Long Quốc, dưới một người, trên vạn người. Vua Tây Vực ông cũng thấp hơn một bậc, Tào Sảng là con trai ông, lại dẫn theo 3.000 binh sĩ chặn giết tôi trên đường tôi đến thành võ đế. Chẳng lẽ vua Tây Vực ông không biết chuyện này sao? Tào Sảng dẫn quân giết Long Soái, nếu theo luật pháp của Long Quốc, thì phải xử tội chết. Chu Di cửu tộc, vừa dứt lời. Giống như đánh đòn cảnh cáo. Mạnh mẽ khí phách. Vua Tây Vực Tào Anh thộn mặt. Rõ ràng là ông ta hùng hổ đến hỏi tội. Sao bây giờ lại thành Diệp Bắc Minh hỏi tội ngược lại ông ta? Hàng triệu binh sĩ phía dưới cũng đều ngẩn người. Hình như, đúng là như vậy. Mày. Vua Tây Vực Tào Anh gần như phun ra máu. Đôi mắt trào lên lửa giận hừng hực. Rõ ràng con trai tao. Im miệng. Diệp Bắc Minh liền rèn sắt nhân lúc còn nóng. Lạnh giọng nói, chẳng lẽ bản soái còn vu oan cho một vua Tây Vực nhỏ bé như ông? Tào Anh, ông muốn tạo phản sao? Cơ thể của Tào Anh không nhịn được run lên, nuốt nước miếng, hoảng loạn, không, không có. Tuy ông ta có lòng tạo phản, nhưng tuyệt đối không dám ra tay lúc này. Nếu không có còn không mau cút đi. Long soái ở đây, hàng triệu binh sĩ, ai dám tiến lên một bước? Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Anh sử dụng lôi ảnh trùng trùng, trên trời giáng một đường sấm sét xuống. Đinh tai nhức óc. Hàng triệu binh sĩ run rẩy, mất hết sĩ khí. Tào Anh, cút. Hạ lệnh một tiếng, quân lệnh của Long Soái, hàng triệu binh sĩ, rút về quân doanh cho tôi. Mày, phụt. Vua Tây Vực Tào Anh lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất. Vương thượng, mời thần y, mau mời thần y. Hàng triệu binh sĩ loạn lên như cào cào, cũng không giữ được đội hình lúc đến, vội vàng bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cũng không muốn ở lại thêm một khắc, quay đầu bước ra một bước, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong thành võ đế, im lặng như cái chết. Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng chấn hãi, trái tim như muốn nổ tung, đôi mắt trố ra, gần như là trợn trừng. Dù có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ đến cảnh tượng này. Một mình Diệp Bắc Minh xuất hiện. Quát lui hàng triệu binh sĩ. Khiến vua Tây Vực sợ đến nôn ra máu ngất xỉu. Đúng là, mẹ kiếp, nghịch thiên. Vãi, nóng máu quá, tôi bị Diệp Bắc Minh hút hồn rồi. Chồng à, hẳn là như vậy. Má ơi, đúng thế mà, nếu tôi có 1/10, vãi, 1/100 khí phách của anh ta là đã đủ rồi. Mẹ kiếp, phải ghi vào sử sách. Vù vù vù. Rất nhiều võ giả trên tường thành kích động đến mặt đỏ tía tai, hơi thở dồn dập. Trái tim cũng sắp nhảy ra. Còn có một vài võ giả, thong thả đi đến. Lúc bọn họ xuất hiện, Diệp Bắc Minh đã bỏ đi, hàng triệu binh sĩ cũng rút lui. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Võ giả đến sau hỏi. Sau khi võ giả khác giải thích một hồi,
bọn họ hối hận dậm chân, vãi, đến muộn rồi. Mẹ kiếp, tiếc quá, không được chứng kiến cảnh đó. Trời ơi, tại sao không đợi tôi thêm một lúc? Vãi, quá đáng. Trên tường thành vang lên từng hồi tiếng kêu than tiếc nuối. Diệp Lăng Tiêu ngẩn người, một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, hay lắm, tâm thái này, khí phách này, trăm ngàn năm nay, Long Quốc cũng không có được mấy người như vậy. Diệp Như Ca vẫn trong trạng thái ngây ngốc. Hai bố con Lục Khi Xương và Lục Lâm Thiên quay sang nhìn nhau chấn hãi. Không ai nói được một lời. Ánh mắt của một vài người của gia tộc người canh giữ lóe lên, cuối cùng hóa thành ý băng lạnh. Diệp Bắc Minh. Miệng đọc ra cái tên của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh càng khủng bố, thì càng uy hiếp đến địa vị của họ. Một số người của gia tộc người canh giữ mau chóng bỏ đi, truyền tin sự việc ở thành Võ Đế về gia tộc. Đi thôi. Vân Chi Lan lên tiếng, Vân Kiếm Bình không nhúc nhích. Kiếm Bình. Ông ta nhìn sang cháu gái. À. Vân Kiếm Bình phản ứng lại, khuôn mặt kích động đỏ bừng, ông nội, hay là ông bắt anh ta về, nhận làm đồ đệ được không? Một cô gái đeo khăn che mặt trong đám đông không thể tin nổi, Mạc trưởng lão, anh chàng đó còn có khí phách như vậy ư? Cô ta chính là Văn Nhân Mộc Nguyệt. Ông lão bên cạnh, trưởng lão cung xã Tắc, Mạc Thương Khung. Trên người bọn họ toát ra khí tức đặc biệt, các võ giả gần đó đều không dám lại gần. Khuôn mặt già của Mạc Thương Khung kích động, cậu nhóc này đúng là hạt giống tốt. Lần trước ở Long Đô, cậu ta từ chối tôi vẫn còn tức giận. Bây giờ xem ra, cậu ta đúng là có bản lĩnh để từ chối. Văn Nhân Mộc Nguyệt khẽ nhướn lông mày, Mạc trưởng lão, thu nhận cậu ta vào cung xã Tắc. Đương nhiên, hạt giống này, chắc chắn phải lôi kéo vào cung xã Tắc, Mạc Thương Khung gật đầu. Ông ta nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi, đi thôi. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh về đến Vạn Bảo Lâu. Thành Võ Đế hoàn toàn sôi sục. Khắp nơi trên phố đều đang bàn tán, tất cả đều vì ba chữ Diệp Bắc Minh. Trong Vạn Bảo Lâu im lặng như cái chết. Lăng Thi Âm cứng đờ tại chỗ. Vạn Lăng Phong mở to con mắt. Lâm Thương Hải há hốc miệng. Đường Thiên Ngạo lại khâm phục sát đất. Một mình Diệp Bắc Minh quát lui đại quân hàng triệu binh sĩ, khiến bọn họ chấn hãi không thể chấn hãi hơn. Cho dù là Lăng Thi Âm có cảnh giới võ thánh đỉnh phong cũng không dám tin đây là sự thực, thiếu chủ, bây giờ tôi mở tiệc tiếp đãi chào đón cậu. Đồng thời, chúc mừng chiến công cậu đã quát lui đại quân hàng triệu binh sĩ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Tút tút tút. Bỗng nhiên, một hồi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hầu tử gọi đến. Diệp Bắc Minh vừa nhìn số điện thoại liền mau chóng nhấn nghe. Trong điện thoại lập tức vang lên giọng kêu thảm thiết của hầu tử, anh Diệp, cứu tôi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vội vàng hỏi, hầu tử, anh có chuyện gì? Hầu tử. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông, đồ kiến hôi, Tật Phong Cốc là nơi mày có thể đến hả? Đúng là không biết sống chết, còn gọi điện cầu cứu. Ai cho phép mày gọi điện? Rắc một tiếng giòn tan. Điện thoại bị tắt đột ngột. Trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng sát ý kinh thiên, tao không cần biết mày là ai, dám hại hầu tử, tao cho mày chết. Anh nhìn sang mọi người, ánh mắt đều là sát ý khát máu. Mọi người có biết Tật Phong Cốc là nơi nào không? Vạn Lăng Phong lắc đầu. Lâm Thương Hải cũng tỏ ý không biết. Đường Thiên Ngạo càng thộn mặt. Chỉ có một mình Lăng Thi Âm cau mày, thiếu chủ, tôi biết nơi đó. Ở đâu? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nhìn qua với vẻ băng lạnh. Tật Phong Cốc dưới núi Côn Luân. Hàng năm đều có tuyết rơi, không khí vô cùng băng giá. Hầu tử bò dưới đất, bên cạnh là chiếc điện thoại bị một người giơ chân dẫm nát. Một chân còn lại dẫm lên cổ tay của anh ta, nhóc con, ai cho phép mày đến đây? Vãi! Làm lỡ việc bọn tao săn giết Tật Phong Lang, còn gọi điện cầu cứu, lần này ông trời đến cũng không cứu được mày. Bàn chân dẫm mạnh xuống. Rắc rắc. A. À. Hầu tử kêu thảm một tiếng, cổ tay trực tiếp vỡ vụn. Cánh tay đó máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn mất đi sức lực. Đôi mắt của anh ta đỏ ngầu, nơi này cũng không phải là địa bàn của bọn mày, dựa vào cái gì mà không cho phép tao đến? Dựa vào cái gì? Một thanh niên đứng ở đó, cúi nhìn hầu tử, con người giống như con kiến, cũng dám hỏi gia tộc cổ võ Côn Luân hư tao dựa vào cái gì?
cậu ta lại dậm xuống. Rắc rắc, một cái chân của hầu tử bị gãy, xương xuyên qua thịt. Cơn đau dữ dội khiến hầu tử hoàn toàn điên cuồng. Giết tao đi, có giỏi thì mày giết tao đi. Đồ tạp chủng, đợi anh Diệp của tao đến, tất cả chúng mày sẽ chết hết, hầu tử điên cuồng gào thét. Thanh niên trẻ tức giận mắng một tiếng, vãi, cái đầu như sâu trùng, còn dám sủa bậy. Tao cho mày sủa này. Sủa tiếp đi, tao ra lệnh cho mày, sủa tiếp đi. Cậu ta rút ra một con dao nhọn băng lạnh giọt đâm mạnh một đao lên người hầu tử. Phụt, da thịt bị cắt xẻ. Hầu tử đau đến toàn thân co giật, cơ bắp cũng méo mó. Nhưng anh ta chắn chặt răng, không để mình kêu ra tiếng. Anh ta gào lên trong lòng, mình không phải là chó, mình không được kêu. Mình không phải là chó, mình là người, mình là con người đầu đội trời chân đạp đất. Thanh niên trẻ thấy hầu tử cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng. Cơn lửa giận trong lòng càng lớn. Vãi! Cậu ta giơ tay, lại đâm thêm một đao. Phụt! Kêu đi, tao bảo mày kêu đi. Vãi! Không phải mày kêu giỏi lắm sao? Phụt! Kêu đi! Xin tha đi, xin tha giống như một con chó đi. Phụt, thanh niên trẻ điên cuồng gầm thét, đồ phế vật, sao mày không xin tha hả? Loại phế vật như mày, nếu không phải mày xuất hiện ở đây, thì bọn tao đã bắt được Tật Phong Lang rồi. Phụt, trong một lúc đâm mười mấy nhát, sau lưng, bả vai, chân, tay của hầu tử đều là vết thương đáng sợ kinh khủng. Máu tươi trào ra, lập tức đông cứng bởi băng tuyết. Nếu không phải nhiệt độ ở đây cực thấp, sợ rằng hầu tử sớm đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Hầu tử cắn răng, trong miệng toàn là máu tươi. Anh ta cười dữ tợn một tiếng, ha ha ha, mày bảo tao kêu. Được, tao kêu cho mày nghe, mẹ nhà mày, mẹ nhà mày. Trong mắt thanh niên trẻ sôi trào lửa giận. Cậu ta tức đến toàn thân run lên, giẫm lên vết thương trên chân hầu tử. Hầu tử đau đến gần như ngất xỉu. Thanh niên trẻ chậm rãi quỳ xuống, đồ khiến hôi, mẹ kiếp, mày đi chết đi. Cậu ta tóm chặt cổ của hầu tử, kề con dao nhọn trong tay lên cổ của hầu tử. Chuẩn bị cắt đứt cổ họng của anh ta. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, được rồi, Cổ Lực, giữ cái mạng của hắn, tạm thời còn có ích. Cổ Lực vừa nghe, lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn qua, bên cạnh doanh địa chỗ không xa có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang ngồi khoanh chân. Đôi mày như lá liễu, miệng nhỏ anh đào. Môi đỏ mê hoặc lòng người, khi đôi mắt mở ra, càng thêm phong tình quyến rũ. Cổ Na Phỉ, thiên tài trẻ của nhà họ Cổ Côn Luân Hư, mới 20 tuổi, đã có thực lực võ tôn trung kỳ. Hơn nữa còn được Cung Hạo Miểu chọn chúng, trở thành đệ tử nội môn của Cung Hạo Miểu. Nhưng, Cung Hạo Miểu có quy định nhập môn, muốn gia nhập Cung Hạo Miểu, thì phải hoàn thành bài kiểm tra trước khi nhập môn. Cổ Na Phỉ không được may mắn, rút phải nhiệm vụ là giết một con Tật Phong Lang. Vậy nên mới đến Tật Phong Cốc bên ngoài Côn Luân Hư này. Ba chấp sự võ thánh trung kỳ đích thân bảo vệ Cổ Na Phỉ. Nhưng không được ra tay giúp cô ta. Cô ta phải tự mình săn giết một con Tật Phong Lang. Cổ Lực buông hầu tử như vứt rác, chị à, đồ kiến hôi này có thể có tác dụng gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Na Phỉ hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Không hề xứng với vẻ đẹp của cô ta chút nào, Tật Phong Lang thích ăn thịt tươi sống, ném hắn ta đến lối vào Tật Phong Cốc, mùi máu tanh có thể dẫn dụ Tật Phong Lang ra ngoài. Ánh mắt Cổ Lực lóe sáng, tuyệt. Vừa nãy tên nhóc này xuất hiện đột ngột, đã phá rối chúng ta săn giết Tật Phong Lang. Sau đó cười tàn nhẫn, dùng hắn ta làm mồi nhử, dẫn dụ Tật Phong Lang ra ngoài. Cậu ta tóm cổ chân của hầu tử, lôi đi trong nền tuyết, vứt đến cửa Tật Phong Cốc. Ru. Trong Tật Phong Cốc vang lên tiếng gầm của dã thú. Cổ Lực ngẩng đầu nhìn qua, một đôi mắt đỏ ngầu từ bóng tối nhìn ra. Cách thành võ đế 30 km. Trong lều chướng của vua Tây Vực. Choang một tiếng vang lên, mặt đất bừa bộn. Vua Tây Vực gầm lên như sấm, Diệp Bắc Minh đáng chết. Trong cuộc đời tao anh tao, nhất định phải diệt cửu tộc nhà mày, nếu không. Tao, không, còn, là, vua, Tây. Nữa, câu cuối cùng, Tào Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Khuôn mặt già của Tiêu Long Cơ lạnh như băng, tin mới nhất, tên nhóc đó đi vào Vạn Bảo Lâu. Tôi vốn có thể trực tiếp ra tay, giết Diệp Bắc Minh.
nhưng cô gái đó của Vạn Bảo Lâu có ở đó, hơi khó giải quyết. Tào Anh ngẩng đầu, trong mắt đầy tia máu, không cần biết dùng cách gì, tôi cũng phải giết Diệp Bắc Minh. Báo! Đột nhiên, một thám tử xông vào lều trướng, quỳ một chân xuống, vương thượng, mới vừa nãy Diệp Bắc Minh đã rời khỏi thành võ đế. Cái gì? Tào Anh vẫn chưa nguôi cơn giận, lạnh giọng hỏi, có chuyện gì, tại sao hắn đột nhiên rời khỏi thành võ đế? Thám tử lắc đầu, thưa vương thượng, thuộc hạ không biết. Tiêu Long Cơ lạnh giọng hỏi, cô gái của Vạn Bảo Lâu đó, có đi cùng không? Thám tử nhanh chóng nói, thưa cung phụng tiêu, trong đoàn người đi cùng không có phụ nữ. Chỉ có một phi công, sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi thành võ đế, đã lên một chiếc máy bay, bay về phía Tây. Tào Anh ngẩn người, một mình, đi về phía Tây. Sau đó, ông ta ngửa cổ cười lớn, ha ha ha, ông trời giúp ta, lão Tiêu, dựa vào ông đấy. Tiêu Long Cơ cau mày, khuôn mặt già nghi hoặc, thật kỳ lạ, Diệp Bắc Minh muốn làm gì? Vào lúc này, tại sao lại rời khỏi thành võ đế? Mặc kệ hắn làm gì? Vua Tây Vực Tào Anh đập bàn, trong mắt đầy lửa giận, lão Tiêu, mời ông lập tức ra tay, phế bỏ Diệp Bắc Minh, đưa hắn về đây. Tôi không những muốn biết bí mật của hắn, tôi còn muốn hắn sống không bằng chết. Tôi muốn người thân, bạn bè, đàn bà của hắn, từng người phải chịu hết giày vò, chết thảm trước mắt hắn. Một tiếng sau, máy bay đáp xuống dưới núi tuyết. Phi công cung kính nói, cậu Diệp, phía trước chính là Tật Phong Cốc. Máy bay chỉ có thể dừng ở đây, còn khoảng 20 km nữa, cậu chỉ có thể tự đi bộ lên rồi. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, tôi biết rồi. Liền sau đó, anh vút bay lên không trung. Xoạt, trực tiếp đạp tuyết bay lên giống như hỏa tiễn. Vãi, cậu Diệp, biết bay. Phi công trợn mắt há hốc miệng, đồng tử suýt rớt ra. Lúc này, hai người Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng ở lưng chừng núi, cũng rất chấn hãi. Phía sau hai người có một con tuyết sơn điêu vô cùng to lớn. Một con ma thú. Vừa nãy bọn họ đã ngồi trên con tuyết sơn điêu để đến đây. Anh ta biết bay. Văn Nhân Mộc Nguyệt ngẩn người, cái miệng nhỏ há hốc. Mạc Thương Khung cũng rất kinh ngạc, tên nhóc này, đúng là càng ngày càng thú vị. Sốt của cậu ta có lai lịch thế nào, lại biết võ kỹ bay trên không? Cơ thể Văn Nhân Mộc Nguyệt run lên, võ kỹ bay trên không? Mạc trưởng lão, ông nói anh ta biết võ kỹ bay trên không? Mạc Thương Khung gật đầu, đúng, hơn nữa không phải là loại võ kỹ bay trên không tầm thường. Rất có khả năng là võ kỹ bay trên không trên cấp thánh. Cấp thánh? Văn Nhân Mộc Nguyệt lại chấn kinh. Cô ta hít khí lạnh, tự lẩm bẩm, làm sao có thể chứ, cung xã tắc chúng ta cũng không có mấy loại võ kỹ cấp thánh, làm sao anh ta có thể biết võ kỹ cấp thánh. Cùng lúc đó, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên trong đầu, cậu nhóc, có hai luồng khí thức ở gần đây. Diệp Bắc Minh gật đầu, cảm nhận được rồi, một là Mạc Thương Khung, một là Văn Nhân Mộc Nguyệt, lúc trước đã từng gặp ở Phủ Long Soái. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, Mạc Thương Khung đó cũng từ thành võ đế đi theo ra. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, nếu ông ta dám ra tay với tôi có cách giết ông ta. Ru, một tiếng sói hú. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn về hướng Tật Phong Cốc hầu tử. Cố lên, đợi tôi. Gầm gừ. Ở lối vào Tật Phong Cốc, tiếng dã thú gầm gừ vọng tới không ngớt, khiến người ta nghẹt thở. Rầm rầm rầm. Mặt đất chấn động một cách kịch liệt, sâu trong bóng đêm có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hầu tử đang hấp hối ở cửa cốc. Luồng hơi thở ngập mùi tử vong rét lạnh truyền tới. Cổ lực kích động chỉ vào cửa Tật Phong Cốc nói, chị ơi, nó ra rồi, chúng ta sắp thành công rồi. Câm miệng, đừng lên tiếng. Cổ Na Phỉ quát to. Cô ta dán chặt mắt vào lối vào Tật Phong Cốc. Ngay sau đó, một con ma thú cao khoảng 2 mét xuất hiện. Đôi mắt nó đỏ rực, bộ lông cứng như kim, đôi móng vuốt to như cái chậu. Nó là Tật Phong Lang. Đôi mắt Cổ Na Phỉ sáng ngời, đó chính là ma thú cấp 1 Tật Phong Lang, trên người nó còn có ma văn biến dị nữa. Thực lực gần ngang với ma thú cấp 2. Đùng, đùng, đùng. Tật Phong Lang từ từ bước tới, móng vuốt to lớn đặt lên ngực hầu tử. Một luồng áp lực đè nén ập tới. Trước mắt hầu tử giờ chỉ còn một màu đen, ba me, con xin lỗi, con vô dụng quá. Anh Diệp, tôi có lỗi quá,
là do tôi vô dụng, tôi không xứng luyện võ. Xin hãy chăm sóc ba mẹ tôi. Tật Phong Lang mở to cái miệng đỏ lòm ra nhắm thẳng vào hầu tử. Đôi mắt Cổ Na Phỉ trầm xuống, từ trong nhẫn không gian đeo trên tay lấy ra một bảo kiếm màu xanh dương rồi chuẩn bị ra tay. Xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, trong không khí lại truyền tới một luồng khí tức hung ác khác. Một luồng kiếm khí đẫm máu giáng từ trời xuống. Lưỡi kiếm nhanh như điện xoẹt. Phụt. Kiếm khí chém ngang qua đầu Tật Phong Lang, máu tươi phun ra như suối phun, cái đầu sói to lớn rơi xuống mặt tuyết. Chị ơi, lợi hại quá. Từ khi nào mà chị mạnh thế? Đây là loại kiếm kỹ gì vậy? Cổ Lực vỗ tay kêu to, người kích động đến mức run lên. Cổ Na Phỉ đứng một bên lạnh nhạt nói, chị còn chưa ra tay nữa. Hả? Cổ Lực sửng sốt, nhìn qua lối vào Tật Phong Cốc. Cậu ta thấy một người trẻ tuổi từ trên trời đáp xuống bên cạnh hầu tử. Người nọ ôm lấu hầu tử, lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào người anh ta, vết thương nhanh chóng ổn định lại. Sau đó, trong tay người thanh niên ấy lại bỗng nhiên xuất hiện mấy viên đan dược, rồi thẳng tay nhét vào miệng hầu tử. Diệp, anh Diệp, tôi vô dụng quá, hầu tử nghẹn ngào nói. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, đừng nói nữa, chữa thương trước đã. Ánh mắt Cổ Lực đỏ bừng, chất chứa vô vàn sự tham lam, cậu ta kêu to chị có thấy gì không? Đan dược lúc nãy trong tay tên kia vậy mà có đan văn đấy. Đan văn đó chị, ít nhất phải có 2-3 đường đan văn gì đó, đây là đan dược cấp huyền hay cấp địa rồi. Vậy mà thằng nhãi này lại dùng đan dược quý giá như vậy để cứu một tên phế thải, đâu phải một mà đến tận mấy viên. Lãng phí, quá phí phạm rồi. Cổ Na Phỉ cũng rất bất ngờ. Cô ta khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Không chỉ mỗi cô ta mà ba vị chấp sự của Cung Hạo Miểu đằng sau cô ta cũng rất ngỡ ngàng. Cho dù là ở Cung Hạo Miểu thì cũng không thể coi đan dược cấp địa như kẹo mà ăn vào được. Tên nhóc kia, cậu là ai? Một chấp sự trong Cung Hạo Miểu trầm giọng hỏi. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn bọn họ nói, chính là các người biến hầu tử thành ra thế này sao? Các người, đáng chết. Ầm ầm. Chớp giật sấm động. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long tấn công người của Cung Hạo Miểu. Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt cũng đã đuổi tới, vừa thấy cảnh này thì cả hai đều hoảng hốt. Diệp Bắc Minh điên rồi à? Văn Nhân Mộc Nguyệt ngây người, Mạc trưởng lão, mau cứu người. Đây có tận ba võ thánh, lẽ nào cậu ta không thấy kỳ lạ hay sao? Mạc Thương Khung cũng sững người rồi, sau đó ánh mắt già nua nhíu lại, cứ xem tình hình trước đã. Tên Diệp Bắc Minh này không đơn giản, có lẽ cậu ta có cách. Mạc trưởng lão, mặc kệ cậu ta có cách gì thì một võ hoàng làm sao có thể là đối thủ của võ thánh chứ? Chẳng biết tại sao Văn Nhân Mộc Nguyệt hơi lo lắng, ba võ thánh đấy. Quan sát trước rồi tính. Mạc Thương Khung vẫn lắc đầu. Mí mắt của chấp sự Cung Hạo Miểu giật giật, như cảm nhận được khí tức về cảnh giới của Diệp Bắc Minh. Võ hoàng. Tên kia chỉ là võ hoàng mà thôi. Thế giới này quá điên cuồng, võ hoàng mà dám giết võ thánh hay sao? Vãi trưởng thật, cả ba người nổi giận, danh con hay lắm, chỉ là võ hoàng thôi mà cũng dám khiên chiến chúng ta ư. Một chấp sự của Cung Hạo Miểu bước ra, hứng thú của hai người kia mất sạch cả rồi. Chỉ là một tên võ hoàng mà cần cả ba người họ ra tay hay sao? Tên chấp sự bước ra lạnh nhạt nói, tên nhóc kia, mau giao tất cả đan dược của cậu ra đây. Bọn tôi sẽ cho cậu một cái chết an lành. Diệp Bắc Minh lười làm nhảm với tên kia, anh lao lên tấn công. To gan. Ánh mắt người chấp sự ấy rét lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh đang lao về phía mình. Không có chút hứng ra tay. Xử lý một tên võ hoàng cần dốc hết sức lực hay sao? Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ngay trước mặt, anh chém ra một kiếm. Lúc này, tên chấp sự kia từ tốn mỉm cười nói. Danh con, tự tìm đường chết mà. Người nọ đưa tay lên. Tung ra một quyền. Định bụng đánh Diệp Bắc Minh nát bét. Thế nhưng kiếm Đoạn Long chém xuống, va chạm vào tay của tên chấp sự ấy. Làn xương máu lan tràn. Đau đớn. Dữ tợn. Tiếng kêu la thảm thiết. Á, cậu, tên khốn nạn, cậu dám, tên chấp sự kia vô cùng đau đớn, đồng tử co rút. Tên kia vì khinh thường Diệp Bắc Minh mà phải trả giá đắt. Người nọ nhanh chóng lùi ra xa, định tháo chạy. Nhưng mà kiếm Đoạn Long đã chém tới.
Đến cả cơ hội kêu la mà người kia cũng không còn, nháy mắt đã bị kiếm khí chẻ đôi, hóa thành một bãi máu loãng. Ở trong góc tối. Quả nhiên là thế. Mí mắt Mạc Thương Khung dựng lên. Văn nhân Mộc Nguyệt suýt nữa thốt lên, vô cùng kích động, càng nhiều hơn là sự khâm phục, sao lại thế, cậu ta thoáng chốc đã giết được một võ thánh rồi. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi. Hít. Hai chấp sự khác của Cung Hạo Miểu thấy thế thì sốc nặng, Ngô chấp sự. Được lắm, cậu. Xoẹt xoẹt. Diệp Bắc Minh cực kỳ ngang ngược, không thèm nể mặt hai võ thánh, anh cầm kiếm Đoạn Long lên tấn công. Súc sinh, cậu giết Ngô chấp sự của Cung Hạo Miểu chúng ta, đời này cậu tiêu rồi. Cả nhà cậu tiêu rồi. Một tên võ thánh trong đó gào lên, dưới chân sinh ra một luồng gió, trên tay có thêm một thanh đao dài đen bóng. Trông rất dữ tợn. Người nọ vung đao về phía Diệp Bắc Minh. Cung Hạo Miểu sao? Diệp Bắc Minh nghe ba chữ đó thì lửa giận trong lòng bừng thêm ba phần. Sấm sét nổ đùng đùng. Nháy mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mắt vị võ thánh cầm thanh đao dài màu đen kia, kiếm Đoạn Long nhắm thẳng vào cổ người nọ. Một luồng khí tức hung tàn như dã thú ập tới. Cậu! Đôi mắt người chấp sự kia co rút, có chuyện quái gì thế? Sao mình cảm thấy sau khi nói ra ba chữ Cung Hạo Miểu xong người thanh niên này lại càng ra tay ác hơn vậy? Rắc! Âm thanh giòn giã truyền tới. Thanh đao màu đen bị chém đứt, người nọ cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, đầu văng ra xa. Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng trong góc tối thấy thế thì kinh hãi. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh là gì vậy? Cậu ta thật sự là võ hoàng ư, Văn Nhân Mộc Nguyệt thầm nghĩ. Á, Lý chấp sự. Cổ Na Phỉ hét lên, gương mặt thẫn thờ. Gương mặt già nua của vị võ thánh cuối cùng trắng bệch, Ngô chấp sự bị giết có lẽ là do khinh địch. Nhưng Lý chấp sự lại bị một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết, đấy chẳng còn là vấn đề do khinh địch nữa rồi. Người thanh niên này rất kinh khủng. Vị võ thánh cuối cùng thương lượng, thanh niên à, tôi là Chu Đinh Hùng, đến từ Côn Lôn Hư của Cung Hạo Miểu, chuyện gì cũng từ từ thôi, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Dầm. Diệp Bắc Minh không nói chữ nào. Anh ngưng tụ nội lực, mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bọn họ, cầm kiếm Đoạn Long lên đánh tới. Khí thế anh tỏa ra cuồn cuộn, áp đảo hết vạn vật. Chu Đinh Hùng bị ép tới nghẹt thở, ông ta giống lên nói, con mẹ mày, ông đây là võ thánh, cậu dựa vào đâu chứ? Chết đi. Ông ta giống lên. Chu Đinh Hùng lấy đâu ra một cây búa to bự đánh vào kiếm Đoạn Long. Keng keng keng, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền tới, cây búa nổ tung. Nó hóa thành từng mảnh sắt thép văng tứ tung. Phụt. Một phần mảnh thép đâm vào ngực Chu Đinh Hùng, ông ta kêu la thê thảm lăn lộn trên mặt đất, miệng kêu rên không ngớt. Diệp Bắc Minh bước tới, nâng kiếm Đoạn Long lên. Đôi mắt Chu Đinh Hùng tràn ngập sợ hãi, cậu, rốt cuộc cậu là ai chứ? Phụt, kiếm Đoạn Long chém xuống, dứt khoát chặt đứt đầu Chu Đinh Hùng. Hai chị em Cổ Na Phỉ và Cổ Lực sợ tới mức chân run cầm cập. Bọn họ bị dọa té đái. Sau khi chặt đầu Chu Đinh Hùng, Diệp Bắc Minh quay đầu đi tới chỗ hai chị em bọn họ. Cổ Lực hoảng hốt nói, tên kia, mày, mày đừng làm bậy nha. Tao là người của nhà họ Cổ ở Côn Lôn Hư đấy, trong nhà tao có võ thánh đỉnh phong đấy. Mày, phụt. Diệp Bắc Minh đâm kiếm tới nhưng không đâm trúng tim Cổ Lực. Nội lực bùng nổ. Ngực Cổ Lực nổ tung, cơ thể hóa thành một vũng máu, máu tươi tanh tưởi văng hết lên người Cổ Na Phỉ. Á! Cổ Na Phỉ sợ hết hồn, quỳ rạp xuống, bỏ tới chân Diệp Bắc Minh nói, đại nhân, xin hãy tha cho tôi có thể làm người phụ nữ của ngài mà. Cầu xin anh tha tôi đi. Thật đấy, ngực tôi to lắm, còn là gái trinh nữa. Tới tận bây giờ, tôi không có người đàn ông nào, đại nhân, chỉ cần ngài tha tôi thì tôi liền thuộc về ngài. Cô ta điên cuồng xé quần áo của mình. Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng trong góc tối khinh thường nhìn cô ta, đúng là mất mặt cánh phụ nữ mà. Cô gái đó được lắm, Diệp Bắc Minh không giết cô ta chắc là muốn. Cô ta suy nghĩ miên man. Đồ xấu xa. Cô ta không muốn nhìn nữa. Ngay sau đó. Phụt. Máu thịt văng tứ tung. Văn Nhân Một Nguyệt sửng sốt quay đầu lại nhìn, đầu của Cổ Na Phỉ bay cao và xa, rồi rớt xuống nền tuyết trắng xóa. Trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Na Phỉ tràn ngập sự khó tin. Sao Diệp Bắc Minh vẫn giết chết mình chứ? Là do mình không đủ xinh đẹp hay sao?
Ớ, cơ thể mềm mại của Văn Nhân Mộc Nguyệt cứng đờ, cả người ngỡ ngàng, lòng đầy khiếp sợ. Ác, quá tàn ác. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn về một chỗ nào đó, các người xem đủ chưa? Đi ra được rồi đấy. Bị phát hiện rồi ư. Văn Nhân Mộc Nguyệt rất bất ngờ. Mạc Thương Khung bước ra khỏi góc tối kia, cười nói, anh bạn Diệp đây thật lợi hại mà, lão phu là Mạc Thương Khung, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Văn Nhân Mộc Nguyệt cũng bước tới, chăm chú quan sát Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của cô ta rất phức tạp. Bởi lẽ cô ta phát hiện thiên phú võ thuật của Diệp Bắc Minh hơn mình nhiều lắm. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn hai người bọn họ, tiếp tục quát lên, còn một người nữa, đừng để tôi bắt ông đi ra chứ. Cái gì? Mạc Thương Khung kinh ngạc, còn một người nữa à? Vậy mà ông ta lại không hề phát hiện. Sau đó, ha ha, một chàng cười truyền tới. Một người khác đi ra từ trong cơn bão tuyết, Diệp Bắc Minh, lão phu còn đang đoán xem sao cậu lại bỗng nhiên rời khỏi thành võ đế mà tới Tật Phong Cốc. Hóa ra là vì tên vô dụng này. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn ông ta, võ thánh đỉnh phong, ông là một trong những người thủ hộ của Long Quốc à? Không không không. Tiêu Long Cơ lắc đầu, nhếch miệng cười nói, lão phu là Tiêu Long Cơ, không phải là người thủ hộ gì của Long Quốc đâu. Chẳng qua là thực lực bây giờ của tôi hơi mạnh, là một trong những người phục vụ dưới trướng vua Tây Vực. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, ông là người của gia tộc người canh giữ à? Tiêu Long Cơ gật đầu đáp, đúng thế, tôi đến từ gia tộc người canh giữ, nhà họ Tiêu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đi, là vua Tây Vực sai ông tới đây. Anh thầm nói trong lòng, tháp càn khôn chấn ngục, mau cho tôi lực lượng, Tiêu Long Cơ buộc phải chết. Tháp càn khôn chấn ngục đáp lời, được, nhưng mà, người nọ là võ thánh đỉnh phong, cần 9 phần lực lượng của cậu, cậu có chắc không? Chắc chắn. Diệp Bắc Minh trả lời không chút do dự. Được lắm. Tiêu Long Cơ lười che giấu, dựa vào thực lực của ông ta thì cần gì phải giấu giấu giếm giếm chứ? Hôm nay, ông ta ăn chắc Diệp Bắc Minh rồi. Lão phu không nói nhiều nữa, tôi và vua Tây Vực rất hứng thú với bí mật trên người cậu. Chỉ cần cậu tự phế võ công của mình rồi nói hết tất cả mọi bí mật trên người mình ra thì lão phu có thể nhân từ cho cậu ra đi thanh thản. Diệp Bắc Minh vừa định ra tay, thì bỗng nhiên có người lên tiếng. Khoan đã! Mạc Thương Khung cất lời, ông đến từ gia tộc người canh giữ nhỉ, ông muốn ra tay với cậu ta thì đã hỏi ý kiến của cung xã Tắc bọn tôi chưa? Tiêu Long Cơ nhướng mày. Lạnh giọng nói, cung xã Tắc thì sao? Lão phu thấy thực lực của ông cũng chỉ là võ thánh đỉnh phong mà thôi. Nếu giao đấu với lão phu thì ông có bao nhiêu phần thắng chứ? Hơn nữa, nhà họ Tiêu của tôi truyền thừa từ nhà họ Tiêu ở Côn Lôn Hư nên chẳng có gì phải sợ cung xã Tắc của ông. Mạc Thương Khung cười khinh khỉnh nói, thế à, nhà họ Tiêu không sợ cung xã Tắc, nhưng ông có nghĩ tới chuyện này không? Ông chẳng qua là một nhánh nhỏ của nhà họ Tiêu ở thế giới phàm trần mà thôi, còn lão phu là trưởng lão của cung xã Tắc. Nhà họ Tiêu sẽ vì một tên còn con mà đối địch với lão phu sao? Ông, gương mặt già nua của Tiêu Long Cơ chợt thay đổi. Ông ta lật mặt, cười nói, ha ha, ông bạn này, cần gì phải làm thế chứ? Trên người cậu ta có rất nhiều bí mật, còn có quan hệ với võ đạo cực kỳ cao cấp nữa đấy. Hay là chúng ta cùng nhau chia đều bí mật trên người cậu ta thì sao nhỉ? Cút! Mạc Thương Khung quát to, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Long Cơ, nếu ông dám ra tay thì lão phu cam đoan ông không sống sót rời khỏi đây được đâu. Uy hiếp! Đó là uy hiếp trắng trợn. Tiêu Long Cơ rất e dè. Chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh mà xảy ra xung đột với cung xã Tắc quả thật không đáng. Mạc Thương Khung thấy mình dọa được Tiêu Long Cơ rồi thì cao ngạo nhìn về phía Diệp Bắc Minh nói, nhóc à, lão phu có thể giúp cậu, chỉ cần cậu thề rằng từ nay về sau sẽ gia nhập cung xã Tắc. Hơn nữa còn phải nhận tôi làm thầy. Lão phu có thể cam đoan rằng ông ta sẽ không làm gì được cậu. Hơn nữa, từ nay trở đi, không có bất kỳ thế lực nào để thế giới phàm trần có thể động vào cậu. Văn Nhân Mộc Nguyện ngạo mạn nhắc nhở, Diệp Bắc Minh. Mạc trưởng lão là võ thánh đỉnh phong đấy. Hơn nữa địa vị của trưởng lão ở cung xã Tắc cũng không thấp, được trưởng lão là vinh hạnh mấy đời tích đức của anh rồi đó. Còn không mau quỳ xuống bái sư đi. Văn Nhân Mộc Nguyệt cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Rồi dập đầu làm lễ bái sư. Trừ sự lựa chọn đó ra thì anh chẳng còn con đường nào khác nữa.
nhưng điều khiến cô ta không ngờ tới là Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, các người là cái thá gì chứ, cùng xã tác giỏi lắm à? Ông đây chả lạ gì, chuyện này không liên quan tới các người, cút đi. Anh, mặt mày Văn Nhân Mộc Nguyệt xám xịt như vừa nuốt một đống ruồi bỏ. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại bảo bọn họ cút đi. Mạc Thương Khung nhướng mày, cố gắng kiềm chế cơn tức trong người. Nếu người bình thường bảo ông ta cút thì đã bị ông ta đập chết rồi. Nhưng mà, thiên phú của Diệp Bắc Minh quá đỗi siêu phàm, rất khủng khiếp nên ông ta mới nảy lòng yêu mến. Diệp Bắc Minh, lão phu tha thứ cho sự vô lễ khi nãy của cậu. Và đó cũng là lần cuối cùng. Diệp Bắc Minh cắt ngang lời ông ta, câm miệng, ông có phiền quá không? Tiêu Long Cơ sửng sốt. Hừ, một tiếng hừ vang lên. Gương mặt già cả của Mạc Thương Khung tối mịt. Ngay sau đó, ha ha, Tiêu Long Cơ cười to, ông bạn này, ông thấy đấy, đâu phải là tôi không nể mặt cung xã tắc đâu. Là do tên Diệp Bắc Minh này không biết điều thôi, đúng không nào? Mạc Thương Khung lùi ra sau, mặc kệ nói, tùy ông. Ông ta đang định chuẩn bị ngay thời khắc sinh tử ra tay cứu Diệp Bắc Minh. Đến lúc đó, Diệp Bắc Minh còn không phải cảm động rớt nước mắt à. Quỳ xuống xin được bái sư. Tiêu Long Cơ suýt nữa bật cười thành tiếng, cảm ơn nhé. Ông ta đảo mắt, ánh mắt hệt như một con rắn độc nhăm nhe vào Diệp Bắc Minh. Danh con, hôm nay cậu vốn có cơ hội sống sót nhưng mà đã tự hủy nó rồi. Tiêu Long Cơ nhe răng cười, nếu đã vậy thì để lão phu đánh cậu tàn phế trước, rồi mang về từ từ thẩm vấn cậu. Vút, Tiêu Long Cơ bay lên nhanh như đạn bắn, gió nổi lên, thổi bay tuyết đọng trên mặt đất trông hệt như một cơn lốc xoáy quét qua. Trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng đó, cầm kiếm Đoạn Long trong tay như đã quên cách tấn công. Tiêu Long Cơ càng cười cuồng loạn hơn, ha ha, danh con, bị khí tức võ thánh đỉnh phong dọa ngây người rồi. Ông ta nâng tay lên, một luồng lực lượng ngang ngược kéo tới. Trong không khí truyền tới từng tiếng xé gió hướng thẳng tới bả vai Diệp Bắc Minh. Ầm, một tiếng nổ vang lên, bàn tay Tiêu Long Cơ chạm vào vai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn hờ hững. Anh không thèm để tâm đến nó. Khác với suy nghĩ của Tiêu Long Cơ rằng Diệp Bắc Minh sẽ biến thành một tên tàn phế quỷ dạp xuống đất. Diệp Bắc Minh như một người sắt, lặng lặng đứng đó. Anh mỉm cười nói, gặp nguy không sợ, gặp chuyện không loạn. Cái gì? Tiêu Long Cơ sửng sốt. Một khung cảnh quỷ quái xuất hiện. Khi ấy, Diệp Bắc Minh thuận tay vứt kiếm Đoạn Long sang một bên. Anh vươn bàn tay lên tóm lấy cổ tay Tiêu Long Cơ. Rồi sau đó mạnh tay bẻ gãy. Cổ tay Tiêu Long Cơ truyền tới tiếng xương gãy. Thân thể của võ thánh có thể chống chọi lại mưa bom lửa đạn. Vậy mà cổ tay ông ta lại bị Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng bẻ gãy ư? Đây là lực lượng khủng khiếp gì thế? Thật kinh khủng mà. Mạc trưởng lão, ông ta là võ thánh đỉnh phong thật ư? Nhìn giống giả quá. Văn Nhân Mộc Nguyệt biến sắc. Mạc Thương Khung cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta sững sờ nói, sao lại thế? Tên nhóc này, chỉ một cánh tay bị bẻ gãy mà thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới sức chiến đấu của Tiêu Long Cơ, ông ta nhịn cơn đau, quát to, thằng danh con kia, thật to gan. Ông ta tung nắm đấm thẳng tới trái tim của Diệp Bắc Minh. Đùng, cả không gian chấn động kịch liệt. Một luồng khí ngang tàn lan ra xung quanh dẫn tới một vụ tuyết lở. Chỉ có mỗi mình, Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó. Không hề động đậy. Dường như nắm đấm ấy vốn không hề đánh vào trái tim anh mà đánh vào một đống sắt thép. Cậu, sao lại như thế được? Giọng Tiêu Long Cơ run run, nắm đấm ông ta nện thẳng vào trái tim của Diệp Bắc Minh rồi, cho dù là võ thánh thì cũng phải ôm hận ra đi đấy. Sao Diệp Bắc Minh có thể chặn được đòn đánh ấy? Sợ. Cả Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt đều khiếp sợ. Diệp Bắc Minh không nói không rằng. Tóm lấy một cánh tay khác của Tiêu Long Cơ. Răng rắc, anh xé hai cánh tay của Tiêu Long Cơ như xé một con trâu chấu vậy. Cơ thể ông ta rách ra, tiếng máu thịt bị xé rách và tiếng xương cốt gãy vụn truyền tới. Những âm thanh ấy khiến da đầu người ta không khỏi run lên. Cơn đau khủng khiếp ấy khiến Tiêu Long Cơ hận không thể đập đầu chết ngay. Á, Tiêu Long Cơ không nhịn được nữa, tiếng kêu thảm thương vọng tới, ông ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Diệp Bắc Minh vẫn không buông tha, anh bước lên, tóm lấy một cái đùi của Tiêu Long Cơ.
anh lại xé nó khỏi người ông ta. Xoẹt! Một cái đùi của Tiêu Long Cơ bị xé toạc khỏi cơ thể ông ta. Nỗi đau đớn do cơ thể đứt lìa khiến cả người Tiêu Long Cơ co quắp, trong đôi mắt ông ta chỉ còn nỗi sợ dâng trào. Cậu! Đồ điên, cậu là đồ điên. Ông ta đường đường là võ thánh đỉnh phong mà lại bị người ta xé xác. Giờ mà nói ra ngoài thì ai mà tin chứ? Diệp Bắc Minh bình tĩnh đến đáng sợ, yên tâm đi, trên đường đến suối vàng ông không cô đơn đâu, tôi sẽ tiễn cả nhà họ Tiêu đồng hành với ông. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Long Cơ sợ run người, một cảm giác ớn lạnh ập tới, cậu nói cái gì? Tất cả thành viên nhà họ Tiêu, cậu muốn giết cả nhà họ Tiêu của tôi sao? Dầm! Diệp Bắc Minh không trả lời, anh giẫm chân xuống, giẫm thủng ngực của Tiêu Long Cơ. Tiêu Long Cơ trừng mắt. Ông ta là võ thánh, cho dù ngực bị lủng một lỗ, thì cũng không chết ngay được. Ông ta co rúm người, kinh hoàng nhìn Diệp Bắc Minh, hét lên, đồ ác quỷ. Sự sống của ông ta lụi tàn. Ngay khi Tiêu Long Cơ chết, khí thế hung tàn trên người Diệp Bắc Minh dần tan biến. Tật Phong Cốc chìm trong sự tĩnh lặng. Gương mặt xinh đẹp của Văn Nhân Mộc Nguyện nóng lên, máu cả người như đang sôi trào. Cô ta muốn hét lên nhưng khi mở miệng lại không nói được chữ nào. Mạc Thương Khung đứng đó, cả người run rẩy, đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu ông ta thế vào chỗ của Tiêu Long Cơ thì liệu mình có sống sót dưới tay Diệp Bắc Minh trong trạng thái khi nãy không? Đáp án là không. Diệp Bắc Minh thật đáng sợ. Mạc Thương Khung quá sốc, gương mặt già nua thay đổi liên hồi, thế nên không để ý sau lưng mình không biết từ khi nào đã có một con Tật Phong Lang cao khoảng 5 mét. Nó mở cái mồm đỏ lòm như một chậu máu ra, rồi ngoạm xuống. Hả? Mạc Thương Khung cảm thấy sau lưng mình có gì đó lành lạnh, thế là quay đầu ra sau nhìn theo bản năng. Đúng lúc thấy con Tật Phong Lang đang há cái mồm to tướng ra. Toang rồi. Đồng tử Mạch Thương Khung co rút lại. Răng rắc. Một nửa cơ thể của Mạc Thương Khung bị Tật Phong Lang cắn ngang. Chỉ còn một nửa người dưới của ông ta còn đứng đó. Mạc trưởng lão. Văn Nhân Mộc Nguyệt hét lên đau đến thấu tận tim gan. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc nhìn qua, từ khi nào mà con Tật Phong Lang này xuất hiện thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, cẩn thận đấy, đây là một con Tật Phong Lang trưởng thành đã biến dị. Thực lực của nó khoảng ma thú cấp 3, còn đáng sợ hơn võ thánh đỉnh phong nhiều. Diệp Bắc Minh quát lên, thừa thãi, tôi thấy rồi. Chỉ số thông minh của con Tật Phong Lang này rất cao, nó luôn nấp trong góc tối để mai phục. Vừa thấy Diệp Bắc Minh giết Tiêu Long Cơ, Mạch Thương Khung đang mất tập trung thì nó nhảy ra đánh lén. Diệp Bắc Minh không hề do dự chạy về phía lối vào Tật Phong Cốc, tóm lấy hầu tử. Khi anh vừa định bỏ chạy, con Tật Phong Lang kia ăn sạch cơ thể của Mạch Thương Khung chỉ qua vài ba miếng, đôi mắt đẫm máu chăm chú nhìn vào Diệp Bắc Minh. Vút! Ma thú cấp 3 di chuyển nhanh như điện, nó lao thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh, ngăn không cho anh tháo chạy. Diệp Bắc Minh bèn nhanh chóng lùi ra sau, định dùng thuật đằng không để bay lên. Nhưng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đừng dùng thuật đằng không. Bây giờ cậu chỉ còn lại một phần nội lực, giờ mà dùng thuật đằng không thì cũng không thể thoát khỏi núi tuyết được. Vậy thì vào trong. Diệp Bắc Minh quay đầu lại. Anh vác theo hầu tử nhảy vọt vào Tật Phong Cốc. Diệp Bắc Minh, cứu tôi, Văn Nhân Mộc Nguyệt thấy Diệp Bắc Minh rời đi. Trong đôi mắt long lanh ấy chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô bờ. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu, cứ như không nghe thấy vậy. Liên quan gì đến ông đây? Liền sau đó. Phập. Trong tiếng vang lớn, một bóng người bay cao đập về phía Diệp Bắc Minh. Chính là Văn Nhân Mộc Nguyệt. Cô ta bị Tật Phong Lang tung một chưởng tát bay, lại thành vũ khí tấn công đập đến phía anh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sững lại, suy nghĩ một giây. Vẫn đưa tay ra đỡ Văn Nhân Mộc Nguyệt. Phụt, một ngụm máu tươi phun lên người anh. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, cô em, nếu cô còn phun máu lên người tôi lần nữa, tôi sẽ ném thẳng cô đi đấy. Anh, khụ khụ. Văn Nhân Mộc Nguyệt vốn sắp ngất xỉu, nghe thấy lời này, lập tức mở mắt, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, đồ khốn khiếp, tôi không cần anh cứu, buông tôi ra. Lên đường cẩn thận nhé, không tiễn. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không hề do dự buông tay. Ru. Phía sau vang lên tiếng gào rú của Tật Phong Lang. A. À, Văn Nhân Mộc Nguyệt sợ đến tái xanh mặt, quấn chặt lên người Diệp Bắc Minh như bạch tuộc, chết cũng không buông ra. Vừa xông ra được 300 mét,
trong bóng tối phía trước, bỗng nhiên có mấy chục đôi mắt màu đỏ xuất hiện. Gru! Diệp Bắc Minh phanh chân lại, đứng tại chỗ. Liền sau đó, mười mấy con tật phong lang từ trong bóng tối đi ra đều có ma văn trên thân mình, chúng đều là loại biến dị. Ba con tật phong lang phía sau cũng chặn đường lui. Bù! Đột nhiên, trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra huyết khí kinh thiên. Một huyết ảnh hình rồng vụt ra từ trong cơ thể anh, chiếu cả tật phong cốc trông giống như biển máu trong bóng tối. Diệp Bắc Minh lập tức mất đi ý thức, cơ thể thả lỏng. Hầu tử và văn nhân Mộc Nguyệt rơi xuống nền đất tuyết. Trong ánh mắt của hầu tử tràn đầy kinh sợ vô tận, anh Diệp, anh. Văn nhân Mộc Nguyệt sợ đến đôi mắt đẹp rung lên, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh mở mắt, đồng tử đỏ ngầu, tanh máu, một đám nghiệt xúc, dám đánh thương cả truyền nhân Long Đế. 3 giây sau, gru gru gru, trong tật phong cốc vang lên tiếng gào rú của tật phong lang, xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận. Hào quang màu máu nổi lên chiếu sáng cả bầu trời đêm của tật phong cốc. Mười mấy giây trôi qua, mọi thứ bỗng dừng lại. Cùng lúc đó, trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh, trong văn phòng chủ tịch, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đang tăng ca. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Nhược Tuyết, đã hết một tháng rồi, cô cũng nên cùng tôi về Côn Luân Hư rồi chứ. Sau đó, một thanh niên trẻ 24, 25 tuổi, cười mỉm đẩy cười đi vào. Cơ thể của Hạ Nhược Tuyết run lên, ánh mắt hơi mơ màng, một tháng hết nhanh thế sao? Thanh niên trẻ thở dài, Nhược Tuyết, tôi đã đồng ý cho cô một tháng, đó cũng là giới hạn của tôi. Cô cũng biết đấy, nếu người đó nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Được. Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn Tôn Thiến một cái, mỉm cười, Tôn Thiến, vậy làm theo như chúng ta đã nói đi. Đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng, cứ phải như vậy sao? Hạ Nhược Tuyết gật đầu, đây là cách tốt nhất mà tớ có thể nghĩ được, Tôn Thiến, chỉ có cậu mới giúp được tớ. Được. Đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng, hồn bay phách lạc nhìn Hạ Nhược Tuyết bị người ta đưa đi. Khi Diệp Bắc Minh mở mắt, trời đã sáng. Một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra từ trong cơ thể, đống tuyết xung quanh cũng bị hất tung lên. Phụt. Văn nhân Mộc Nguyệt đang trị thương ở chỗ không xa phun ra một ngụm máu tươi, chấn hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh. Miệng lẩm bẩm, rốt cuộc anh ta là quái vật gì, tối qua đột nhiên phát cuồng, giết mười mấy con tật phong lang. Bây giờ vừa tỉnh lại thì đã tăng cấp. Diệp Bắc Minh sửng sốt tại chỗ một hồi lâu mới tin được sự thật mình đã tấn thăng. Anh Diệp, anh không sao, tốt quá. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của hầu tử. Tối qua quả thật quá dọa người, trạng thái đó của anh làm tôi cũng không dám động vào. Diệp Bắc Minh nhìn hầu tử. Trên người anh mặc dù toàn là vết máu. Nhưng tác dụng của quỷ môn thập tam châm và đan dược rất kinh khủng, vết thương của anh gần như đã ổn. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, hầu tử, đã xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta bị tật phong lang bao vây sao? Về sau tôi liền mất đi ý thức. Hầu tử kỳ quái nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, anh thật sự không nhớ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không nhớ. Hầu tử nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, được rồi, anh Diệp, đột nhiên tối qua trên người anh đột nhiên bộc phát ra khí huyết rất kinh khủng. Sau đó anh bùng nổ, một hơi giết mấy ác lang này. Còn, nói đến đây hầu tử dừng lại, dường như có chút khó xử. Diệp Bắc Minh kỳ quái, còn cái gì? Lúc này hầu tử mới lên tiếng, còn hút cạn máu tươi của những ác lang kia. Lúc nói ra mấy lời này, hầu tử không nhịn được run rẩy. Tất cả những gì tối hôm qua xảy ra quá đáng sợ. Nếu như người kia không phải Diệp Bắc Minh, anh ta sớm đã bị dọa chạy mất rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn, mười mấy thi thể tật phong lang nằm trên mặt đất phủ tuyết. Mỗi thi thể đều trở thành xác khô, giống như đã chết rất lâu. Đặc biệt là con tật phong lang biến dị cấp 3 kia. Máu thịt của nó bị xé nát, chỗ tim xuất hiện một lỗ thủng kinh khủng. Tim bên trong cũng nổ. Diệp Bắc Minh ngây người, hầu tử anh chắc chắn những thứ này đều là tôi làm. Hầu tử nghiêm túc gật đầu, anh Diệp, đều là anh làm, tôi đảm bảo. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, là Long Đế Quyết. Long Đế Quyết chắc chắn có vấn đề, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm. Hoặc khi nổi lên sát tâm sẽ không chịu khống chế. Hơn nữa còn chủ động cắt đứt liên lạc giữa Tháp Càn Khôn Trấn Ngục và ngoại giới.
ngay cả tôi cũng không thể nào nhắc nhở cậu. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Chẳng lẽ Long Đế Quyết thật sự có vấn đề? Đây là đồ mẹ để lại, mẹ sẽ không hại mình chứ? Chí ít mỗi lần Long Đế Quyết xảy ra vấn đề cũng là vì bản thân có nguy hiểm. Long Đế Quyết chắc hẳn sẽ không hại anh đâu. Diệp Bắc Minh chuẩn bị quay về nghiên cứu sau, đúng rồi hầu tử, sao anh lại đến được núi Côn Luân? Nơi này quả thật quá nguy hiểm, lần này anh may mắn, tôi vừa hay ở gần núi Côn Luân. Nếu như tôi ở xa, e rằng anh đã chết lâu rồi. Sắc mặt hầu tử trắng bệch. Sợ hãi một trận. Tối hôm qua nếu không phải anh Diệp, anh ta thật sự đã chết rồi. Anh ta có chút xấu hổ nói, anh Diệp, xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi quá muốn trở thành võ giả mạnh, bởi vì trước kia nghe anh nói đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ở núi Côn Luân, vì vậy tôi muốn đến thử may mắn một chút. Không ngờ mới lịch luyện được mấy ngày thì gặp phải một cặp chị em săn giết chó sói ở đây. Hầu tử cúi đầu, vì vậy, tôi bị trở thành con mồi, nhét vào miệng cốc. Diệp Bắc Minh có thể nhìn ra hầu tử rất tự trách. Anh vỗ bả vai hầu tử, không sao, lần sau chú ý là được. Hầu tử là anh em của anh, chuyện của Côn Luân hư anh chỉ thuận miệng nói, nhưng không nói hết. Sau khi hầu tử nghe xong muốn thử một chút cũng là chuyện bình thường. Diệp Bắc Minh nhắc nhở, hầu tử, con đường tập võ dục tốc bất đạt. Núi Côn Luân quá nguy hiểm, trước khi anh có thực lực tuyệt đối, cũng không cần tới đây. Anh Diệp, tôi biết. Hầu tử gật đầu, anh ta cũng hối hận. Thật sự quá kích động. Thiếu chút nữa khiến cái mạng nhỏ cũng bị chôn vùi. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Văn Nhân Mộc Nguyệt ho kịch liệt mấy tiếng, bò ra từ trong đống tuyết. Cô ta có chút nhếch nhác. Quần áo rách dưới, da thịt trắng nõn bị cóng đến tím bầm. Nhưng dù là vậy cũng không ngăn được vẻ đẹp của cô ta, Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh có lai lịch gì, những con tật phong lang biến dị này anh có thể giết chết được hết bọn chúng. Phải biết rằng, ngay cả Mạc trưởng lão cũng. Nghĩ đến Mạc trưởng lão, con người Văn Nhân Mộc Nguyệt đỏ bừng. Mũi ê ẩm. Mạc trưởng lão đối xử với cô ta rất tốt, còn quan tâm cô ta ở cung xã Tắc, bây giờ chết trong miệng tật phong lang, cô ta rất đau lòng. Diệp Bắc Minh nhìn Văn Nhân Mộc Nguyệt, cô bị thương. Soạt. Giây tiếp theo. Anh xuất hiện trước mặt Văn Nhân Mộc Nguyệt, túm cổ tay cô ta. Anh làm cái gì? Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh hãi, cho rằng Diệp Bắc Minh muốn đối phó với mình. Chia ra một tay khác, công kích về phía mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tránh, cổ tay dùng sức, kéo cô ta đến bên người. Một tay khác rơi vào hông cô ta, lục lọi một hồi. A. Lưu manh, đồ khôn. Văn Nhân Mộc Nguyệt kêu lên một tiếng, cơ thể mềm mại run rẩy, muốn giết muốn róc xương, dù anh có ra tay cũng đừng hòng làm nhục tôi. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lắc đầu, cô nghĩ nhiều rồi. Bốp 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 bốp. Bàn tay anh không ngừng rơi trên người Văn Nhân Mộc Nguyệt, thậm chí là vị trí ngực, eo, mông. Da thịt vô cùng co giãn. Bàn tay Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng ấn xuống liền bị văng ra. Mỗi lần ấn xuống, cơ thể Văn Nhân Mộc Nguyệt giống như có luồng điện chảy qua. Toàn thân tê dại, chân cũng không đứng vững. Anh! Miệng Văn Nhân Mộc Nguyệt thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Anh, chỗ đó, sao có thể? Bốp! Cú đánh cuối cùng giáng xuống bắp đùi sau của Văn Nhân Mộc Nguyệt. Cô ta lảo đảo về phía trước mấy bước. Phía sau nóng hừng hực. Quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, xấu hổ muốn chết. Cô ta cắn chặt hàm răng, anh! Anh thật là quá đáng, đồ khốn, đồ lưu manh. Diệp Bắc Minh cau mày, cô nói gì vậy, tôi đang nối tất cả xương trên người cô đấy. Ngay cả xương gãy và kinh mạch sai vị trí cũng giúp cô nối lại. Cô phải biết rõ, tôi đang cứu cô đấy. Cái gì? Văn Nhân Mộc Nguyệt kinh hãi, mắt đẹp trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Một khắc sau, cô ta khiếp sợ phát hiện, vừa rồi cơ thể mình bị thương nặng, bây giờ lại khỏe ri. Kỹ thuật quá thần kỳ. Sao có thể? Mặt đẹp của Văn Nhân Mộc Nguyệt khiếp sợ, anh vừa rồi rõ ràng còn lợi dụng tôi, sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh thật sự đang cứu tôi? Nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, ánh mắt lóe sáng. Hầu tử cười nói, em gái. Anh Diệp tôi là người đứng đắn, không thể nào lợi dụng cô đâu. Hơn nữa, người đẹp bên cạnh anh Diệp như mây, còn có mấy sư tỷ đẹp khuynh quốc khuynh thành, thật sự là coi thường cô. Diệp Bắc Minh cười, hầu tử,
nhóc con anh thật biết nói chuyện thì nói nhiều hơn mấy câu đi. Anh, Văn Nhân Mộc Nguyệt đầu đầy vạch đen, cô ta cũng là một đại mỹ nữ có chút danh tiếng ở Côn Luân Hư đấy, không phải sao? Người theo đuổi cô ta cũng phải xếp thành hàng dài. Vừa rồi một vài vị trí riêng tư trên cơ thể lại bị Diệp Bắc Minh sờ mó qua một lần. Quá xấu hổ. Diệp Bắc Minh chẳng buồn để ý cô ta. Cùng hầu tử chuẩn bị rời khỏi Tật Phong Cốc. Đột nhiên, giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, nhóc con, khoan hãy đi, còn có đồ tốt. Diệp Bắc Minh kỳ quái, đồ gì tốt? Tháp Càn Khôn Trấn Khôn nói, trong cơ thể con ma thú cấp 3 kia, cậu tìm đi. Ồ, Diệp Bắc Minh đi đến trước thi thể Tật Phong Lang biến dị cấp 3. Phất tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt, mấy đường kiếm khí trào ra ngoài, thi thể Tật Phong Lang biến dị cấp 3 bị anh tách rời. Lộp cộp, một viên hạt châu màu trắng cỡ chừng quả bóng bàn lăn ra. Hầu tử to mà, anh Diệp, đây là gì? Chưa từng thấy qua. Diệp Bắc Minh lắc đầu. À, Văn Nhân Mộc Nguyệt ở bên cạnh kêu lên, kích động nói, đây là tinh hạch của ma thú. Ôi trời ơi, trong cơ thể của Tật Phong Lang biến dị này có một viên ma thú tinh hạch. Ma thú tinh hạch. Diệp Bắc Minh hứng thú, đó là cái gì? Xua tay. Hạt châu màu trắng cỡ quả bóng bàn bay vào lòng bàn tay Diệp Bắc Minh. Nắm chặt. Một luồng cảm giác ấm áp truyền tới. Băng tuyết tràn đầy trời đất, nhiệt độ âm dưới 20 độ. Cả một đêm trôi qua, nó vẫn nóng. Văn Nhân Mộc Nguyệt nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Diệp Bắc Minh. Ma thú tinh hạch là đồ hình thành tự nhiên trong cơ thể ma thú không có đan điền. Vì vậy, tinh hạch tương đương với đan điền của bọn chúng, có thể lưu trữ năng lượng nhất định. Cô ta có chút kích động. Mắt đẹp lóe lên. Hầu tử bừng tỉnh, đây không phải đan điền của dã thú luyện thành tinh trong truyền thuyết sao? Văn Nhân Mộc Nguyệt gật đầu, dựa theo giải thích của giới thế tục cũng không sai. Hầu tử có chút khó chịu, em gái, cô đừng động tí là nói giới thế tục, người của giới thế tục kém Côn Luân Hư các cô chỗ nào. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Ma thú tinh hạch có ích lợi gì? Chế thuốc. Văn Nhân Mộc Nguyệt bật thốt thành lời. Đan dược cao cấp, cần ma thú tinh hạch luyện chế. Ma thú tinh hạch không cùng thuộc tính cũng giống với dược liệu không cùng thuộc tính. Dược liệu niên hạn cao và ma thú tinh hạch hỗ trợ lẫn nhau, có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Cô ta liếc nhìn Diệp Bắc Minh, còn một loại lợi ích, phụ ma cho vũ khí, gia trì thuộc tính. Phụ ma. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Văn Nhân Mộc Nguyệt gật đầu, đúng vậy, anh nhìn xem. Cô ta giơ tay, một chiếc nhẫn chứa vật lóe sáng giữa ngón tay. Xoạt, lòng bàn tay có thêm một thanh bảo kiếm màu thủy lam. Cô ta chỉ vào vị trí ô kiếm, nơi đó nạm một viên bảo thạch gần như trong suốt gồ lên. Một kiếm chém ra. Xích, một đường kiếm khí bắn ra ngoài, chém ra một cái hố dài khoảng hơn 100 mét trên mặt đất Tật Phong Cốc. Có thể so với một kích của võ thánh. Văn Nhân Mộc Nguyệt mới là cảnh giới võ hoàng, vậy mà có thể bộc phát ra sức mạnh cấp bậc võ thánh. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng, ma thú tinh hạch khảm nạm trên vũ khí có thể gia tăng sức mạnh cho vũ khí. Đúng vậy. Văn Nhân Mộc Nguyệt gật đầu, trên thanh kiếm của tôi cũng là ma thú tinh hạch, cùng là cấp 3. Nhưng con mãng xà thuộc tính thủy này trước khi chết đã tiêu hao một phần lớn năng lượng bên trong tinh hạch. Cho nên phía trước mới gồ ghề. Viên tinh hạch Tật Phong Lang này của anh không trong suốt, phơi bày ra màu trắng sữa. Chứng tỏ trước khi Tật Phong Lang sắp chết, nó không có cơ hội dùng hết năng lượng. Chất lượng của nó rất tốt, giá trị cực cao. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Truyền âm hỏi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, kiếm Đoạn Long có thể dùng ma thú tinh hạch phụ ma không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận, nhóc con, cậu đừng làm nhục kiếm Đoạn Long. Phụ ma. Đó là thứ mà vũ khí rác rưởi mới cần phải làm. Cậu nói hai chữ phụ ma chính là làm nhục kiếm Đoạn Long. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, anh gật đầu, biết rồi. Văn Nhân Mộc Nguyệt mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh, tôi đồng ý dùng 30 viên đan dược huyền phẩm để trao đổi, được không? Diệp Bắc Minh thu lại tinh hạch của Tật Phong Lang. Xoay người liền muốn rời khỏi Tật Phong Cốc, hầu tử, chúng ta đi. Được, anh Diệp. Hầu tử đuổi theo, hai người đi về phía bên ngoài Tật Phong Cốc. Chờ chút, ánh mắt Văn Nhân Mộc Nguyệt lóe lên, ngăn Diệp Bắc Minh, tối qua người anh giết chết đến từ cung Hạo Miểu,
bây giờ anh rời đi, chắc chắn Cung Hạo Miểu có thể tra ra. Chỉ bằng bây giờ hai người cùng gia nhập Cung Xã Tắc. Tôi có thể đảm bảo Cung Xã Tắc sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các anh. Diệp Bắc Minh lập tức từ chối, không hứng thú. Văn Nhân Mộc Nguyệt có chút nổi nóng, tôi nể anh cứu tôi một mạng mới cho người anh em của anh một chỗ. Anh nhất định muốn từ bỏ. Cô ta cảm thấy Diệp Bắc Minh thật không biết điều, anh biết không, các gia tộc lớn của giới thế tục vì một chỗ. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe. Trực tiếp rời đi. Anh Diệp, chờ chút. Hầu tử hô lên. Diệp Bắc Minh dừng bước, ngập ngừng quay đầu. Hầu tử nghiêm túc hỏi, Cung Xã Tắc mà cô nói rất lợi hại sao? Văn Nhân Mộc Nguyệt cười ngạo nghễ, đương nhiên, Cung Xã Tắc là tông môn của Côn Luân Hư, nội tình không tệ. Anh Diệp, tôi muốn. Hầu tử có chút mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh biết ý hầu tử, anh chắc chắn. Hầu tử gật đầu, anh Diệp, tôi chắc chắn, có lẽ Cung Xã Tắc sẽ thích hợp với tôi hơn chứ nhỉ? Diệp Bắc Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, nếu là sự lựa chọn của anh, tôi sẽ không ngăn cản. Hầu tử hỏi, anh Diệp không đi sao? Tôi phách lối quen rồi, không thích gia nhập thế lực gì đó rồi bị trói buộc. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Văn Nhân Mộc Nguyệt há hốc mồm, còn biết mình phách lối hả? Cô ta có một loại kích động muốn mắng người. Không phải anh phách lối quen rồi. Là anh quá kiêu ngạo. Hầu tử kích động nhìn Văn Nhân Mộc Nguyệt, em gái, nếu như anh Diệp không gia nhập Cung Xã Tắc, tôi có thể gia nhập không? Anh! Văn Nhân Mộc Nguyệt quét mắt nhìn hầu tử. Ý ban đầu của cô ta là cho Diệp Bắc Minh một ân huệ, nhân tiện để hầu tử cùng gia nhập Cung Xã Tắc. Bây giờ Diệp Bắc Minh không muốn, chỉ để hầu tử một mình gia nhập. Cô ta có chút khó xử. Diệp Bắc Minh để cứu người này đã không tiếc từ thành võ đế chạy tới, nếu để người này gia nhập Cung Xã Tắc. Sau này cũng có cơ hội lôi kéo Diệp Bắc Minh tiến vào cung. Văn Nhân Mộc Nguyệt suy nghĩ. Anh ta không muốn gia nhập Cung Xã Tắc, hơn phân nửa là không biết Cung Xã Tắc kinh khủng thế nào. Chờ thực lực người anh em của Diệp Bắc Minh vượt qua anh ta, rồi anh ta cũng sẽ xin gia nhập Cung Xã Tắc thôi. Nghĩ tới đây. Văn Nhân Mộc Nguyệt đồng ý, được, tôi đồng ý với anh. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là em gái, rất khó nghe không phải sao. Gọi tôi là sư tỷ Văn Nhân. Cảm ơn sư tỷ Văn Nhân. Hầu tử rất kích động. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh rời khỏi Tật Phong Cốc. Ánh mắt đông cứng lại, nhìn về một hướng nào đó, vua Tây Vực, hôm nay tôi phải lấy đầu ông. Diệp Bắc Minh vừa rời đi, Văn Nhân Mộc Nguyệt cùng hầu tử đi ra khỏi Tật Phong Cốc. Rời đi một hướng khác. 3 giờ sau, một đám người khác xuất hiện bên ngoài Tật Phong Cốc. Một người phụ nữ trung niên cau mày, nơi này chính là Tật Phong Cốc. Suốt cả đêm đám người Na Phỉ bọn họ sao vẫn chưa về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đột nhiên, trong không khí truyền tới mùi máu tanh. Không ổn, đúng xảy ra chuyện rồi. Người phụ nữ trung niên cảm thấy không đúng lắm, đi, mau đi xem chút. Vừa ra được mấy bước, mấy cỗ thi thể trên mặt đất khiến con người bà ta nảy sinh chấn động. Đầu đám người cổ Na Phỉ đã đông thành tượng đá. Trên mặt còn sót lại biểu cảm hoảng sợ. Na Phỉ, Ngô chấp sự, Chu chấp sự. Là ai giết các người? Toàn thân người phụ nữ trung niên run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên. Một luồng lửa giận ngút trời xông ra. Dù là ai giết đệ tử của Bùi Cúc Cầm tôi cũng phải khiến hắn hối hận khi sống trên đời này. Bà ta phất tay, một con chuột vàng từ trong ống tay áo bỏ ra ngoài. Chít chít chít. Nó nhảy vào trong tuyết, người loạn một hồi. Truy tìm bằng được tung tích của người này, tôi phải lột da rút gân, nghiền xương hắn thành vụn. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đến một khu quân doanh. Anh bảo tháp Càn Khôn Chấn Ngục sử dụng theo dõi vạn dặm, lập tức tìm vị trí của vua Tây Vực. Sâu trong quân doanh phía trước. Hoàng sa vạn dặm. Cờ vương tung bay. Giết. 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 Trên sân tập có mấy trăm ngàn đại quân đang huấn luyện, tiếng la giết các loại vang bên tai không dứt. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ bị dọa cho không nhúc nhích nổi. Diệp Bắc Minh sải bước đi về phía quân doanh của vua Tây Vực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh hãi, nhóc con, có phải hơi mạo hiểm quá không? Trong quân doanh có hàng triệu đại quân. Đây không phải chuyện đùa. Dù có ông ta, ngộ nhỡ Diệp Bắc Minh giết đến sức cùng lực kiệt cũng sẽ chết.
Diệp Bắc Minh cười, tôi tiến vào cảnh giới võ tông, vừa hay thử chút thực lực xem thế nào. Anh xua tay, kiếm đoạn long xuất hiện. Giây tiếp theo, đối diện với 1 triệu đại quân trong quân doanh của vua Tây Vực, anh quát lớn một tiếng, vua Tây Vực, đi ra nhận cái chết. Vua Tây Vực, đi ra nhận cái chết. Giọng nói giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt truyền khắp quân doanh của vua Tây Vực. Soạt, trong nháy mắt, tại mấy chục sân thao trường ở nội bộ quân doanh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa lớn quân doanh. Trên mặt tất cả tướng sĩ đều hiện lên vẻ kinh sợ. Bất chợt trở nên giận dữ. Mẹ kiếp, ai dám làm nhục vua Tây Vực? Dù là ai, tôi biết hắn chết chắc rồi, thi thể sẽ không được lưu lại. Lá gan cũng lớn quá, dám sủa bậy bên ngoài quân doanh của vua Tây Vực. Đi, đi xem. Một vài tướng quân tính khí nóng nảy đã dẫn theo thuộc hạ chạy thẳng đến cửa lớn quân doanh. Khoan! Đột nhiên, một người đàn ông trung niên hùng hổ đi tới, cản chư vị tướng sĩ lại, ai cho phép các người tự tiện rời khỏi sân tập. Tiếp tục tập luyện. Tịnh Kiên Vương, một trong 4 chiến thần dưới tay vua Tây Vực. Tịnh Kiên Vương, Hạo Sơn Vương, Tả Vực Vương, Hữu Vực Vương. Danh xưng của 4 đại chiến thần hàng đầu dưới tay của vua Tây Vực. Dưới tay đều có 300.000 đại quân. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, mười mấy tướng quân hành lễ chào, chiến thần, có người sủa bậy ở cửa quân doanh, làm nhục vua Tây Vực. Tịnh Kiên Vương quát lạnh, chuyện này có người sẽ xử lý, không liên quan đến các người. Quay về cho tôi, tiếp tục tập luyện. Mười mấy vị tướng quân ngây người. Không dám nhiều lời, án binh bất động, trở lại sân tập. Những tướng sĩ ở sân tập khác cũng bị ngăn cản, án binh bất động. Tướng canh giữ ở cửa lớn quát lên một tiếng lớn, mày thật to gan, dám ở trước mặt 1 triệu đại quân làm nhục vua Tây Vực. Khai hỏa, lập tức bắn hắn thành tổ ong vò vẽ. Cộp 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 cộp, đạn bay tới giống như mưa to gió lớn, đánh vào người Diệp Bắc Minh, phát ra tiếng tinh tinh tinh. Văng lửa khắp nơi, anh tiến vào cảnh giới võ tông, cửu chuyển kim thân quyết cũng đã đề thăng lên đến tầng thứ 2. Ngay cả đạn đại bác cũng không sợ. Chứ đừng nói là đạn. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, xông vào cửa lớn quân doanh. Một kiếm chém ra. Ầm. Cửa lớn quân doanh nổ ầm ầm, hóa thành phế tích. Người khai hỏa đều bị một kiếm giết trong nháy mắt. Hiện trường hỗn loạn. Nổ súng. Có người điên cuồng gào giống. Đoàng, đoàng, đoàng. Đạn đại bác bay tới, nổ tung bên cạnh Diệp Bắc Minh. Mảng sắt nổ và lửa bùng cháy. Một luồng nhiệt độ khủng khiếp bao trùm anh. Chết rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chưa chết, hắn chưa chết. Đột nhiên, một binh lính giống như gặp quỷ, giọng nói cũng biến hình. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, đi ra từ trong lửa đạn. Giống như thần chết hạ phàm. Sao có thể? Ôi trời ơi! Hắn là người hay quỷ? Tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc. Trong con người phản chiếu hình ảnh thần chết đang đi ra từ trong lửa đạn. Một kiếm tấn công tới, huyết quang chợt hiện. Một phòng làm việc trong quân doanh của vua Tây Vực. Tịnh Kiên Vương, Hạo Sơn Vương, Tả Vực Vương, Hữu Vực Vương đứng trước màn hình lớn, nhìn Diệp Bắc Minh tiến vào quân doanh. Diệp Bắc Minh thật sự khủng khiếp như vậy sao? Hữu Vực Vương nuốt nước miếng. Kinh khủng. Con mẹ nó quá kinh khủng. Đạn không hiệu quả với anh. Pháo binh cũng không giết chết được anh. Con mẹ nó đây có còn là người không? Tả Vực Vương phun ra một chữ, mẹ. Ánh mắt Hạo Sơn Vương nghiêm túc, người này chắc chắn tham vọng rất lớn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ áp đảo tất cả mọi người. Chân mày Hữu Vực Vương nhướng mạnh, thuộc hạ của chúng ta thật sự không ra tay sao? Tịnh Kiên Vương nhếch miệng cười, hung ác nói, tại sao phải ra tay? Tào Anh ngồi ở vị trí này quá lâu rồi. Hôm nay vừa hay mượn tay Diệp Bắc Minh giết hắn, chỉ cần hắn chết, chẳng phải Tây Vực sẽ do 4 chúng ta định đoạt sao? Soạt, ánh mắt 3 người trầm xuống, vẻ tham lam chợt lóe rồi biến mất. Tào Anh khống chế Tây Vực quả đúng là đã quá lâu rồi. Nên đổi vua rồi. Nhưng bên cạnh vua Tây Vực còn có một Tiêu Long Cơ, người này thực lực võ thánh đỉnh phong. Tả Vực Vương nhướng mày, có chút lo lắng, bây giờ chúng ta không ra tay. Ngộ nhớ Tiêu Long Cơ giết được Diệp Bắc Minh. Tào Anh trách tội xuống, e rằng chúng ta. Tịnh Kiên Vương cười lớn, ha ha ha, tin tức của các ông chẳng nhanh nhạy gì.
Tôi đã mua chuộc người bên cạnh Tào Anh, tối hôm qua, Tào Anh bảo Tiêu Long Cơ đi giết Diệp Bắc Minh. Nhưng hôm nay, Tiêu Long Cơ không trở lại, Diệp Bắc Minh đánh tới. Con người Tả Vực Vương co rút, ông nói Tiêu Long Cơ chết rồi. Ông nói xem. Tịnh Kiên Vương cười xấu xa. Tả Vực Vương mặt chấn động, đây chính là võ thánh đỉnh phong, có thể so được với người canh giữ Long Quốc, vậy mà lại chết. Không tưởng tượng nổi. Thật không thể tin được. Con người Hạo Sơn Vương rét lạnh, Diệp Bắc Minh có thực lực gì, tôi mặc kệ, Tào Anh hôm nay chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh mở đường máu. Vũ khí hiện đại vốn không thể nào làm gì được anh. Đột nhiên, sau lưng cuồng phong gào thét, mười mấy bóng đen đánh tới. Đều là cảnh giới võ hoàng. Đối với võ giả bình thường thì quá đủ mạnh. Nhưng đối với Diệp Bắc Minh, không đủ nhìn. Những người này vừa xuất hiện liền đánh lén Diệp Bắc Minh trong nháy mắt, lập tức bị anh xoay người dùng một kiếm xóa bỏ, mười mấy khóm máu nổ tung. Xoạt. Giây tiếp theo. Từ bên hông lại có 7-8 người lao ra, đều là cảnh giới võ tôn khoảng sơ kỳ. Lạnh như băng, cuồng bạo, tàn sát. Những người này đều là tử sĩ Tào Anh huấn luyện, thực lực rất kinh khủng, một người có thể chống cự ngàn quân. Nhóc con, mày dám xông vào quân doanh, chết cho tao. Một võ tôn quát lớn, một đao chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một kiếm quét ngang, đánh nát người này vang lên một tiếng keng. Vèo. Sau lưng lại xuất hiện thêm một người, kiếm dài trong tay đâm về phía tim Diệp Bắc Minh, mày tưởng rằng mày là thần sao? Thứ khốn nạn, chết cho tao. Ngay khoảnh khắc một kiếm đâm thủng tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một đường đánh tới, không ai có thể ngăn cản. Lều quân doanh của vua Tây Vực xuất hiện trong tầm mắt. Mấy chục ngàn tinh binh vây quanh lều vải của vua Tây Vực. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh từ phía xa đi tới, nơm nớp lo sợ. Tay chân không nhịn được run rẩy. Không ai dám ra tay. Chính người này. Như thần chết vậy. Một mình tiến vào trong hàng triệu đại quân. Như vào vùng đất không người. Một đường tàn sát đi đến trước lều quân doanh của vua Tây Vực. Vèo. Bỗng nhiên. Từ bên hông, một đường đao khí khủng khiếp dài chừng trên 100 mét chém về phía Diệp Bắc Minh. Một kiếm của Diệp Bắc Minh chém đường đao khí này. Hóa giải tại chỗ. Một người đàn ông cầm đao đánh tới, trên người bộc phát ra khí tức của võ thánh. Ông ta quát, nhóc con, náo loạn nên kết thúc rồi. Mày không nên đến đây, chết dưới tay đao thần tao chính là vinh hạnh của mày. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm. Anh bước ra, xuất hiện bên cạnh người này. Mày! Đao thần kinh hãi! Tốc độ quá nhanh! Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, đao thần! Rác rưởi gì vậy? Tay giơ lên, kiếm rơi! Xoạt, thân thể võ thánh xưng là đao thần này cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ. Thanh đao dài trong tay rớt xuống đất, vang lên một tiếng keng. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, kiếm nhanh, nhanh quá, chỉ có độc cô cửu kiếm nhanh hơn tao, sư phụ của mày là. Phập, từ trán ông ta xuất hiện một đường máu. Lan tràn đến lỗ mũi, miệng, cổ họng, cuối cùng đến ngực, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Mấy chục ngàn binh lính nhìn thấy cảnh này, sợ đến hồn siêu phách lạc, đao thần hổ nhất đao Tây Bắc lại. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không cản nổi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, không biết là kiếm của cậu nhanh hay kiếm tôi nhanh đây. Mọi người theo giọng nói nhìn sang, chính là một người đàn ông ôm theo một thanh kiếm gãy. Hắn ta khoảng chừng 30 tuổi, khí tức trên người rất ác liệt, lộ ra thực lực võ thánh trung kỳ. Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, chết. Người đàn ông tức giận, ánh mắt lạnh như băng như muốn xé nát Diệp Bắc Minh, ha ha ha, giỏi lắm nhóc con, ngay cả tên tàn kiếm của tôi cũng không hỏi đã muốn giết tôi. Cậu quá ngông cuồng, kiếp sau cố gắng làm người, đừng quá điên. Tàn kiếm, một trong kiếm khách đứng đầu Long Quốc. Đừng nhìn dáng vẻ hắn ta chỉ mới hơn 30 tuổi, thực tế đã hơn 100 tuổi. 90 năm trước. Hắn ta đã cùng quyết chiến một trận với độc cô kiếm thánh trên đỉnh Thái Sơn. Kết quả, một chiêu bại trận, ngay cả kiếm trong tay cũng bị gãy. Từ nay về sau, hắn ta quên tên họ của mình, lấy tàn kiếm, làm tên. Không ngờ lại tỏa sáng lần hai ở giới kiếm đạo. Mọi người kinh ngạc, chính là tàn kiếm. Vua Tây Vực thật hào phóng, ngay cả tàn kiếm cũng trở thành môn khách của ông ta. Diệp Bắc Minh chết chắc.
rất nhiều người lắc đầu. Diệp Bắc Minh buồn cười, một người chết cần phải biết tên sao? Cản tôi thì chết. Gầm. Kiếm Đoạn Long phát ra tiếng long ngâm, một kiếm chém ra. Thương Long Kình và Kinh Lôi Trảm. Thương Long Kình. Sấm chớp rền vang, trên kiếm Đoạn Long thậm chí còn xuất hiện một mảng lôi quang màu xanh, tiếng đùng đoàng giáng xuống. Phốc. Giữa điện quang hỏa thạch, trong phút chốc hai người hoán đổi vị trí. Diệp Bắc Minh đứng bất động tại chỗ. Giống như hóa đá. Ha 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 ha. Tàn kiếm cười to, sải bước về phía trước. Tàn kiếm thắng rồi. Ông ta chém được Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, quả nhiên tàn kiếm không hổ là người đứng đầu kiếm thánh. Mọi người cười lớn, thở phào nhẹ nhõm. Tên sát thần cuối cùng đã chết. Giây tiếp theo. Cơ thể tàn kiếm lảo đảo, dừng tại chỗ. Hồ Nhất Đao nói không sai, kiếm. Quá nhanh. Tàn kiếm trợn tròn mắt. Trên cổ xuất hiện vết máu. Người hắn ta cứng ngắc, giống như cây cọc không cam lòng đứng nguyên tại chỗ. Đầu người rơi xuống đất. Hiện trường tĩnh mịch. Tàn kiếm vậy mà cũng bị một kiếm giết chết. Ực, ực. Đám người trước lều quân doanh điên cuồng nuốt nước miếng, trong mắt đều là tia máu. Sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nhìn bọn họ một cái. Tiếp tục đi về phía lều của Vô Tây Vực. Lúc này, Diệp Bắc Minh đi như trốn không người, dù là tướng sĩ hay võ giả dưới tay Vô Tây Vực. Không thể nào ngăn cản được bước chân của Diệp Bắc Minh. Tất cả đều theo bản năng lui về phía sau. Mấy chục ngàn đại quân lại không một ai dám ra tay. Còn chủ động tránh đường dẫn thẳng đến lều của Vô Tây Vực. Diệp Bắc Minh quát lớn, Vô Tây Vực, ông còn muốn trốn đến khi nào? Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Yên tĩnh như tờ. Mấy chục ngàn đại quân thậm chí không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Ai? Bên trong lều truyền đến một tiếng thở dài, Vua Tây Vực Tào Anh đắc dĩ đi ra, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là vẻ phức tạp. Khí thế ta là duy nhất đều biến mất không thấy, ông ta lắc đầu thở dài, Diệp Bắc Minh, là bổn vương tính sai. Không ngờ cậu lại khủng khiếp như vậy, Tiêu Long Cơ chết hay là chạy rồi. Trong con ngươi lóe lên kiêng kỵ sâu đậm. Nếu như cho ông ta cơ hội, Tào Anh vẫn muốn giết Diệp Bắc Minh. Nhưng, bây giờ đứng trước khí thế áp bức của Diệp Bắc Minh, ông ta chỉ có thể tạm thời đầu hàng. Giây kế tiếp, Vua Tây Vực Tào Anh nhắm mắt, lắc đầu nói, bổn vương nhận thua, thù của con trai Tào Sảng tôi đến đây là chấm dứt. Trong nháy mắt này, tinh thần các binh lính từ trên đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Vua Tây Vực nhận thua. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh mặt đầy buồn cười, nhận thua, đến đây chấm dứt. Mặt mũi ông lớn quá, ông cảm thấy như nào, chuyện đến đây kết thúc. Giết người thì người khác cũng sẽ giết lại. Hôm nay tôi phải giết Vua Tây Vực Tào Anh ông. Vang vang có lực, nói năng có khí phách. Sát khí tăng vọt, giết. Mấy chục ngàn tinh binh tại đây đều hít hơi lạnh, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Bọn họ cũng tưởng rằng mình nghe lầm. Diệp Bắc Minh nói gì? Anh muốn giết Vua Tây Vực. Mẹ nó, anh điên rồi sao? Dù Diệp Bắc Minh xông vào giữa hàng triệu đại quân, bọn họ cũng không thật sự tin rằng Diệp Bắc Minh dám giết Vua Tây Vực. Cùng lắm là đàm phán, Vua Tây Vực thừa nhận sai lầm. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Giết Vua Tây Vực, đùa gì chứ? Đây chính là muốn chọc thủng trời. Cậu nói cái gì? Vua Tây Vực Tào Anh cũng sửng sốt, sau đó bật thốt tức giận. Gầm lên giống như con mãnh hổ, Diệp Bắc Minh, cậu biết mình đang nói gì không? Tào Anh tôi là Vua Tây Vực được triều đình phong, cậu có biết giết tôi rồi sẽ có hậu quả gì không? Gia tộc của cậu và tất cả người có liên quan đến cậu đều khó mà chấp nhận kết quả này. Diệp Bắc Minh như thần chết nhìn Vua Tây Vực, vậy sao? Tôi muốn xem có hậu quả gì? Bước ra, lôi ảnh trùng trùng. Sấm vang dội, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt Tào Anh. Dứt khoát giơ kiếm Đoạn Long, một kiếm chém xuống. Mày! Con người Vua Tây Vực Tào Anh co rút kịch liệt. Trong nháy mắt, ông ta thật sự cảm nhận được sát ý kinh khủng bộc phát trên người Diệp Bắc Minh. Hoảng sợ giống lớn, dừng tay, Diệp Bắc Minh, đừng giết. Ông ta muốn cầu xin tha thứ. Thậm chí muốn quỳ xuống. Nhưng Diệp Bắc Minh vốn không cho ông ta cơ hội quỳ xuống. Phốc! Dưới sức nghiền ép của kiếm Đoạn Long. Thân thể Vua Tây Vực Tào Anh nổ tung,
kể cả lều quân doanh phía sau lưng cũng hóa thành mảnh vụn. Vết kiếm giống như rãnh trời lan tràn ra ngoài. Vua Tây Vực Tào Anh chết. Diệp Bắc Minh một kiếm cũng không dừng, xoay người rời đi. Xung quanh tĩnh mịch, tất cả thuộc hạ của vua Tây Vực cũng ngơ ngác. Mắt trợn trừng, tim muốn nổ tung. Quá quả quyết. Mẹ nó. Cứ như vậy giết vua Tây Vực. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại không cho vua Tây Vực cơ hội nói chuyện. Nói muốn giết người liền giết người. Hậu quả kinh khủng gì đó cũng không cần cân nhắc, chỉ một chữ giết. Lúc này, trong một lều quân doanh khác, đám người Hạo Sơn Vương đang đợi tin tức. Báo, một tướng quân xông vào, quỳ sụp xuống đất. Toàn thân anh ta run rẩy, mặt trắng bệch. Môi cũng đang run, báo, báo, vua Tây Vực bị Diệp Bắc Minh giết. Xoẹt, 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 xoẹt. Bốn chiến thần hoảng sợ đứng dậy, mắt như muốn rớt ra ngoài, trố mắt nghẹn họng, giết thật. Mặc dù bọn họ đã sớm dự liệu kết quả sẽ như vậy. Nhưng nghe thấy Diệp Bắc Minh đã giết vua Tây Vực, bọn họ vẫn chấn động nói không nên lời. Hạo Sơn Vương há hốc mồm, lẩm bẩm, Diệp Bắc Minh kinh khủng gấp chục ngàn lần so với tưởng tượng của tôi. Vua Tây Vực Tào Anh chết, tin tức dâng trào giống như sóng thần, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Vực. Sau đó lan về phía Long Đô, Trung Hải, Cảng Đảo, tỉnh Bảo Đảo, thậm chí nước ngoài. Nhất thời, vô số người chấn động. Bên trong thành Võ Đế sôi sùng sục. Khắp nơi đều có người bàn tán chuyện này. Vua Tây Vực Tào Anh, đây chính là kiêu hùng đó. Ông ta có quân đội riêng, người đời đều biết ông ta phản nghịch, không ngờ lại chết. Là ai giết ông ta? Vô số người đều nghi ngờ. Đây chính là vua Tây Vực đó. Thuộc hạ có hơn 2 triệu đại quân, vậy mà không bảo vệ nổi mạng của ông ta. Rốt cuộc là ai giết vua Tây Vực? Lúc này, bên trong thành Võ Đế, đám người Diệp Lăng Thiêu tạm thời dừng chân. Diệp Như Ca xông vào, kinh hãi hét lên, ông lớn, ông nội, chuyện lớn. Trời sập, trời của Tây Vực sập rồi. Hai người Diệp Lăng Thiêu và Diệp Cấm Thành đang bàn chuyện. Thấy Diệp Như Ca xông vào, hai người nhướng mày. Diệp Cấm Thành không nhịn được hỏi, Như Ca, sao vậy? Phù phù phù. Cơ thể mềm mại của Diệp Như Ca kích động đến phát run, người đứng cũng không vững. Diệp Cấm Thành đưa cho cô ta một chén trà. Diệp Như Ca uống một hớp, vua Tây Vực chết rồi. Một câu nói. Phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh. Giây tiếp theo. Diệp Cấm Thành sợ hãi đứng dậy, cháu nói gì? Vua Tây Vực chết, sao có thể? Diệp Lăng Tiêu thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ông ta cũng không dám tin, Như Ca, lời này không thể nói bậy ba, vua Tây Vực sao lại chết. Mặt đẹp Diệp Như Ca trắng bệch, cháu cũng không biết, bên ngoài náo loạn lắm. Tin tức vừa truyền về thành Võ Đế, nói có người tiến vào quân doanh của vua Tây Vực. Rít. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành nhìn nhau, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vào giữa hàng triệu đại quân giết vua Tây Vực. Khí phách quá lớn. Trên khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đều là vẻ khiếp sợ, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám giết vua Tây Vực. Đáng sợ hơn là dưới tay vua Tây Vực có hàng triệu đại quân và 4 chiến thần. Vua Tây Vực còn cung phụng mấy trăm võ giả đẳng cấp võ thánh ước chừng hơn 10 người. Diệp Cấm Thành càng nói, càng chấn hãi. Chỉ có người hiểu vua Tây Vực mới biết căn cơ nguồn lực của ông ta khủng bố thế nào. Một vị anh hùng, vậy là lại chết rồi. Rốt cuộc là ai giết ông ta? Lúc này, ánh mắt của Diệp Lăng Tiêu ở một bên nghiêm lại, dưới bầu trời này, ngoại trừ cậu ta, không ai có thể giết, cũng không ai dám giết vua Tây Vực. Cái gì? Cơ thể Diệp Cấm Thành run lên, anh cả, anh đang nói đến cậu ta. Đúng thế. Diệp Lăng Tiêu gật đầu, nhìn sang Diệp Như Ca, Như Ca, cháu đi nghe ngóng thông tin, xem có phải là người đó không? Diệp Như Ca kinh ngạc, ông nội. Ông đang nói đến. Chính là người trong lòng cháu. Diệp Lăng Tiêu nói trúng tim đen. À, đúng là Diệp Bắc Minh. Diệp Như Ca ngẩn người. Trong một sân viện khác của thành Võ Đế. Sau khi Lục Lâm Thiên được biết vua Tây Vực đã chết, vẻ mặt cũng đầy chấn động. Ông ta cứng đờ tại chỗ, ai đã giết vua Tây Vực? Trong đầu của Lục Khi Xương ở bên cạnh nổi lên một bóng hình, bố, chắc không phải thần y Diệp chứ? Không phải chứ. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Khuôn mặt của Vân Kiếm Bình đỏ bừng,
sau khi được biết tin vua Tây Vực chết, cũng vô cùng kích động. Ông nội, ông nói xem là ai đã giết vua Tây Vực. Đúng là nghịch thiên quá rồi, Vân Kiếm Bình hỏi. Vân Chi Lan chắp hai tay sau lưng, cau chặt mày. Trầm mặc hồi lâu mới nói, chính là người mà cháu bảo ông thu nhận làm đồ đệ đấy. À, Vân Kiếm Bình sợ giật mình, cơ thể cũng ớn lạnh, nuốt nước miếng, ông nội, không phải chứ, làm sao anh ta dám. Tên nhóc đó, không có gì là không dám làm. Vân Chi Lan lắc đầu, chỉ là, cậu ta giết vua Tây Vực, sợ rằng sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Chẳng mấy chốc, cái tên của một người được truyền về, Diệp Bắc Minh. Cái gì? Lại là cậu ta. Vãi, là Diệp Bắc Minh đã giết vua Tây Vực. Quả nhiên là cậu ta. Đúng là cậu ta. Những người được biết tin này đều đờ người tại chỗ. Mấy người Diệp Lăng Tiêu, Lục Lâm Thiên, Vân Chi Lan đoán ra Diệp Bắc Minh, đồng tử đều co lại. Bọn họ đều biết, sau lần này, e rằng cái tên Diệp Bắc Minh sẽ khắc sâu trong tim tất cả mọi người. Không thể xóa mờ. Sau khi giết Tào Anh, Diệp Bắc Minh không hề dừng nghỉ. Trực tiếp quay về thành Võ Đế. Anh vừa đến bên ngoài Vạn Bảo Lâu, đột nhiên con mắt nghiêm lại, dự cảm không ổn ập đến. Cổng lớn Vạn Bảo Lâu trống không. Không có đến một người canh gác. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, có kẻ địch ở Vạn Bảo Lâu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sững lại, cảm nhận được rồi. Anh trực tiếp tiến vào đại sảnh của Vạn Bảo Lâu. Soạt. Khi tiến vào đại sảnh của Vạn Bảo Lâu, rất nhiều đôi mắt nhìn qua. Trong đại sảnh rất đông người, có đến mấy trăm người. Một bên là Lăng Thi Âm, một bên khác là một đám phụ nữ lạ mặt. Người dẫn đầu là một bà lão ăn mặc hoa lệ. Trong đôi mắt của bà ta là sự âm hiểm và cay độc, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Hàn Nguyệt quỳ ở khu vực chính giữa của đại sảnh. Mặt xám như tro, đáng thương, giống như con chim cút đang run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đám người Vạn Lăng Phong nhìn thấy Diệp Bắc Minh, lập tức đi lên, chủ nhân. Thiếu chủ. Lăng Thi Âm cũng lên tiếng. Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng đi đến, có chuyện gì vậy? Vạn Lăng Phong giải thích, thiếu chủ, những người này đến từ Phản Âm Cốc của Côn Luân Hư. Khi cậu cứu Hàn Nguyệt, đã giết Phùng trưởng lão của Phản Âm Cốc, bọn họ đến tìm cậu đòi giải thích. Diệp Bắc Minh gật đầu, đã biết là có chuyện gì. Lúc này, bà lão âm hiểm đó nói, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Lâm Thương Hải đưa đến một chiếc ghế, Diệp Bắc Minh trực tiếp ngồi xuống. Uống một ngụm trà của Trần Lê Y đưa đến, mới thong thả nhả ra hai chữ, là tôi. Soạt, ánh mắt của bà lão liền sắc bén hẳn lên. Một luồng sát ý đáng sợ nổi lên không hề giữ lại, hay lắm nhóc con, giết Phùng trưởng lão của Phản Âm Cốc. Không những không biết nhận sai, còn dám có thái độ đó với lão đây. Nếu không phải nể mặt cậu có chút quan hệ với Vạn Bảo Lâu, cho dù bây giờ tôi giết cậu, cũng không ai dám nói gì. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, muốn giết tôi, bà có thể thử xem. Anh không để ý đến bà lão đó nữa. Giơ tay lên với Hàn Nguyệt ở phía không xa. Một luồng nội lư xê từ xa ập đến, Hàn Nguyệt được kéo đứng lên. Miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kích động. Cô ta đã quỳ mấy tiếng, đầu gối đã mất cảm giác. Nếu không phải có Diệp Bắc Minh, hai đầu gối của cô ta sắp bị phế rồi. Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, Lăng Thi Âm, đây là ý của cô phải không? Vạn Lăng Phong, ông không nói với cô ta, nếu là tôi, thì sẽ làm thế nào à? Vạn Lăng Phong mau chóng nói, chủ nhân, ý kiến của Lăng Lâu Chủ, tôi cũng không còn cách nào. Lăng Thi Âm kinh sợ, mau chóng nói, thiếu chủ, tôi cũng hiểu về chuyện của Phản Âm Cốc, chuyện này có thể nói vì Hàn Nguyệt. Đây là lần đầu tiên, tôi không tính toán với cô. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời, Vạn Lăng Phong, ông nói với cô ta, phải làm thế nào đi. Vạn Lăng Phong lên tiếng, trong bất kể tình huống nào, cũng không được để người mình bị ức hiếp. Diệp Bắc Minh gật đầu, trả lời chính xác. Anh nhìn sang Lăng Thi Âm, cô nhớ rồi chứ? À, Lăng Thi Âm ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm Đoạn Long lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Sát ý vô tận, bao trùm cả bà lão này như lưới đánh cá. Hách, một đường kiếm khí tàn sát chém đến bà lão, lạnh lùng quát, bà già, tôi còn chưa đến tìm Phản Âm Cốc bà hỏi chuyện. Bà còn tự dẫn xác đến.
chết đi cho tôi. Việc này, Lăng Thi Âm sững sờ, cả người thộn ra. Cô ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay với người của Phản Âm Cốc. Vạn Lăng Phong lạnh lùng nói, Lăng Lâu Chủ, nhìn thấy rồi chứ? Tôi đã nói từ sớm, đừng để Hàn Nguyệt quỳ trước người của Phản Âm Cốc. Ông ta sớm đã khuyên nhủ, Lăng Thi Âm không nghe. Còn cho rằng đây là cách giải quyết tốt nhất. Đáng tiếc cô ta đã tính toán xong tất cả, duy nhất không tính đến tính cách của chủ nhân, Vạn Lăng Phong nghĩ thầm. Bà lão của Phản Âm Cốc kinh hãi nhảy lên như sấm, bà ta gầm thét một tiếng, tên nhóc hay lắm, mày đúng là vô cùng hống hách. Lão đây sống đến 317 tuổi, cả đời này chưa từng gặp ai hống hách như mày. Mày giết người của Phản Âm Cốc, còn muốn giết tao sao? Bà lão tức đến toàn thân run lên. Đồng thời, điều khiến bà ta tức giận hơn là Diệp Bắc Minh mới lộ ra khí thức của võ tông sơ kỳ, mà lại chủ động ra tay với võ thánh như bà ta. Một luồng sát ý khủng bố ngưng tụ. Cơn lửa giận của bà lão hóa thành sát ý ngập trời, giơ tay đập về phía thiên linh cái của Diệp Bắc Minh. Nhóc con cuồng ngạo, cái thứ không biết trời cao đất dày, mày chết đi cho tao. Thiếu chủ lại tăng cấp rồi. Vạn Lăng Phong ngẩn người. Lâm Thương Hải cũng tỏ vẻ mặt chấn hãi. Vãi! Lần đầu tiên ông ta gặp Diệp Bắc Minh, đối phương mới là cảnh giới võ linh mà. Mẹ kiếp, mới 2 tháng thôi phải không? Đúng là nghịch thiên. Lăng Thi Âm kinh ngạc, hô lên, thiếu chủ, cẩn thận. Cô ta bước ra một bước, muốn cứu Diệp Bắc Minh. Nhưng cảnh sau đó khiến Lăng Thi Âm tái mặt, cứng đờ tại chỗ. Phập! Kiếm Đoạn Long chém xuống, thương long kình bùng phát. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, sức mạnh của Diệp Bắc Minh tăng lên gấp mấy lần. Lại trải qua thương long kình gấp thêm mấy lần. Không cần Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giúp đỡ. Sức mạnh bản thân có thể bùng phát ra đã đạt đến một trình độ kinh người. Khoảnh khắc kiếm Đoạn Long chạm vào bà lão, xương máu nổi lên. Một cánh tay của bà lão trực tiếp nổ tung. Cơ thể bị đánh bay đi, choang một tiếng, đập ra một cái hố sâu khủng bố trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng bà lão chấn hãi, bùng lên lửa giận. Thế mà mình lại bị một võ tông phế mất một cánh tay. Bà ta vừa định bò dậy. Rắc một tiếng giòn tan. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đứng trước người bà lão, giẫm lên đầu của bà ta. A! À, bà lão xé gan xé phổi gầm thét, Diệp Bắc Minh, sao mày dám đối xử với tao như vậy? Đồ khốn khiếp buông cơ trưởng lão ra. Đám đệ tử nữ của Phản Âm Cốc đều quát lên. Diệp Bắc Minh không hề vì bọn họ là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình. Quay người chém một kiếm. Phụt, phụt, phụt. Mấy cô gái vừa lên tiếng lập tức bị chém thành xương máu. Những người khác của Phản Âm Cốc hít khí lạnh, chấn kinh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giống như nhìn thấy ma. Vãi! Thật quá hung tàn, quá khủng bố rồi. Cả người bà lão cùng trong trạng thái chấn kinh, bà ta sợ hãi run rẩy nhìn Diệp Bắc Minh, mày, làm sao mày dám giết người của Phản Âm Cốc tao? Bà ta kinh sợ thở hổn hển, đầu óc vang lên ù ù. Khó mà chấp nhận tất cả mọi việc. Lúc này, thế giới quan của bà lão sụp đổ. Đối với giới phàm tục, tông môn của Côn Luân Hư giống như là thần. Ngàn năm nay, chưa từng nghe nói có võ giả nào của thế giới phàm tục dám giết người của Côn Luân Hư. Cho dù là đẳng cấp như người canh giữ, cũng phải khách sáo với bọn họ. Không nhìn thấy Lăng Thi Âm rõ ràng là võ thánh đỉnh phong, cũng phải khách sáo với bà lão võ thánh trung kỳ sao? Diệp Bắc Minh giơ tay, dùng hành động nói với bà lão, làm sao hắn ta dám? Anh giơ kiếm Đoạn Long lên, rồi giáng xuống. Phụt! Cái đầu của bà lão lăn sang một bên. Đến chết bà ta cũng không dám tin, mình lại chết như vậy. Chết trong tay một thanh niên trẻ của giới phàm tục. Những người khác của Phản Âm Cốc kinh hãi quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, ai dám bước ra một bước, chết. Cất giọng như pháp lệnh tử thần, tất cả mọi người đều đứng im. Thực sự không dám di chuyển một bước. Tất cả mọi người của Phản Âm Cốc kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu muốn đuổi cùng giết tận sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, yên tâm, tôi không phải là một kẻ khát máu. Suýt, những cô gái của Phản Âm Cốc đều hít khí lạnh, cơ thể run bần bật. Trong lòng đang gào thét, mẹ kiếp, mày còn không khát máu. Tự bản thân mày có tin được không? Người thanh niên của thế giới phàm tục này đúng là ma quỷ.
Diệp Bắc Minh chẳng thèm giải thích, trong các người, ai có thân phận cao nhất? Đám người kinh hãi tái mặt, đều lùi lại theo bản năng. Bỗng nhiên, một cô gái trong đó chỉ vào một cô gái khác, là cô ta tên là Ô Thiên Thiên, là đệ tử của cốc chủ chúng tôi. Cô ta có thân phận cao nhất ở đây. Đúng đúng đúng, cô ta có thân phận cao nhất. Chúng tôi đều là đệ tử bình thường, thân phận không bằng cô ta. Những cô gái khác hùa theo. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh chuyển sang Ô Thiên Thiên, xem ra đồng môn của cô đã bán đứng cô rồi. Cô ta cắn môi đỏ, cơ thể run lên, anh muốn thế nào? Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, về nói với những người có cương vị cao của Phản Âm Cốc các cô, đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Còn đến gây rắc rối với tôi hay với người của tôi? Sẽ có một ngày tôi vào Côn Luân Hư, sẽ tiêu diệt Phản Âm Cốc đầu tiên. Cái gì? Ô Thiên Thiên ngẩn người. Những người khác của Phản Âm Cốc cũng hít khí lạnh, sợ đến tê dại. Khẩu khí lớn thật đấy. Tuy Phản Âm Cốc không được coi là tông môn đứng đầu nhất Côn Luân Hư, cũng không đến nỗi bị một thanh niên của giới phàm tục uy hiếp chứ. Ô Thiên Thiên nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, được, tôi nhớ rồi. Trong lòng cô ta có ảo giác, người thanh niên trước mặt cũng thực sự có sức mạnh như vậy. Các cô đi đi, tôi thực sự không phải kẻ khát máu. Diệp Bắc Minh xua tay. Đám người Ô Thiên Thiên đang định bỏ đi. Đợi đã. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, giọng băng lạnh của Diệp Bắc Minh vang lên. Đám người Phản Âm Cốc sợ đến toàn thân run lên, anh nói lời không giữ lời. Diệp Bắc Minh chỉ xuống đất, mang thi thể đi, đừng làm bẩn chỗ của tôi. Mọi người đều thở nhẹ nhõm, mang theo thi thể của đám người cơ trưởng lão, nhếch nhác rời đi. Lăng Thi Âm nghiêm trọng đi lên, thiếu chủ, cậu đã giết người của Phản Âm Cốc, lần này khó giải quyết rồi. Diệp Bắc Minh không hề quan tâm, không sao. Lăng Thi Âm cau mày. Con trai của chủ mẫu, lại cuồng ngạo như vậy sao? Côn Luân Hư không phải là một nơi đơn giản, cho dù mình là võ thánh đỉnh phong, cũng không dám đắc tội với Phản Âm Cốc. Thôi bỏ đi, mình không nhiều lời nữa. Chỉ cần bảo vệ tính mạng cho cậu chủ là được. Lăng Thi Âm nghĩ thầm. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh đột nhiên lên tiếng, mọi người, dùng tất cả lực lượng trong tay, thu thập dược liệu trên trăm năm tuổi cho tôi. Càng nhiều càng tốt, tiền không thành vấn đề, bao nhiêu tiền cũng được. Anh muốn tăng cảnh giới võ đạo. Trong vòng một năm trở thành võ đế. Cần lượng lớn dược liệu. Lăng Thi Âm điều động lực lượng của Vạn Bảo Lâu. Vạn Lăng Phong điều động lực lượng của hành tỉnh Đông Nam. Lâm Thương Hải điều động lực lượng của Tam Giác Vàng và nhà họ Long. Đường Thiên Ngạo điều động lực lượng của Hiệp hội Võ Đạo. Quay về lại sử dụng lực lượng của Long Hồn, có lẽ cũng đủ rồi. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh gọi điện cho Chiba Sadako, ra lệnh cho cô ta điều động lực lượng của Uy Quốc thu thập dược liệu. Ha ha, anh Diệp, tôi trăm công nghìn việc, rất bận, anh tìm người khác đi. Chiba Sadako cười ha ha nói. Vậy mà cô ta lại thay đổi cách xưng hô, không gọi Diệp Bắc Minh là chủ nhân. Hơn nữa, lại còn dám từ chối mệnh lệnh của Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, cô biết mình đang nói gì không? Chiba Sadako cười, anh Diệp, tôi nghĩ cũng nên ngả bài với anh rồi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn nắm giữ gia tộc Chiba, hơn nữa cả Uy Quốc cũng nằm trong vòng kiểm soát của tôi cảm thấy tôi có tư cách, cũng có năng lực thách thức sự uy nghiêm của anh rồi phải không? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, cũng không tức giận, nói như vậy thì cô đã phản bội tôi. Chiba Sadako cười nói, Diệp Bắc Minh, đừng nói khó nghe như vậy. Cô ta cũng không gọi là anh Diệp nữa, trực tiếp gọi thẳng tên. Anh giết bố của tôi, giết ông nội tôi, tiêu diệt gia tộc của tôi. Anh cảm thấy tôi sẽ cam tâm tình nguyện thần phục dưới tay anh sao? Nếu không phải anh cắm kim châm vào trong cơ thể tôi sẽ mặc cho anh sai khiến sao? Chiba Sadako cất giọng băng lạnh. Kim châm rất cường mạnh, cắm vào cơ thể của tôi đã dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Lang Quốc, thay máu toàn bộ. Thay máu hơn một tháng, quá đau đớn. Không ngờ ba cây kim châm ngắn đó suýt lấy mạng của tôi. Quỷ môn thập tam châm thực sự rất khủng bố, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy, nhưng thế thì đã làm sao? Chiba Sadako vô cùng đắc ý. Bây giờ tất cả kim châm trong cơ thể tôi đã được lấy ra rồi. Giọng điệu mang theo vẻ khiêu khích, cho nên, Diệp Bắc Minh,
anh không uy hiếp được tôi nữa đâu. Diệp Bắc Minh cười, đó chỉ là phần nổi của quỷ môn thập tam châm thôi, nhưng cô khiến tôi hiểu ra một đạo lý. Chiba Sadako cau mày, đạo lý gì? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhả ra một câu, người đông doanh không đáng tin. Cho dù đánh cho các người sợ, khiến các người thần phục, sớm muộn cũng có một ngày các người chọn phản bội. Xem ra, phải tiêu diệt các người rồi. Nghe thấy lời này, trái tim Chiba Sadako thắt lại. Không tự chủ lạnh sống lưng. Liền sau đó. Ha ha ha. Chiba Sadako cười, Diệp Bắc Minh, anh cho rằng đảo quốc đông doanh chúng tôi, anh muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt sao? Lần trước là tốc độ của anh quá nhanh, Uy Hoàng không phản ứng kịp. Bây giờ gia tộc Chiba tôi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, cho dù anh có ba đầu sáu tay, còn dám đến đông doanh lần nữa. Anh chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Từ nay về sau, đông doanh chính là khu vực cấm của Diệp Bắc Minh anh. Cô ta lạnh lùng cười, cấm anh đặt chân tới. Vậy sao? Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười, Vạn Lăng Phong, chuẩn bị máy bay cho tôi. Chúng ta lập tức đến đảo quốc Đông Doanh. Vạn Lăng Phong lập tức trả lời, vâng, chủ nhân. Ông ta cất giọng rất to, Chiba Sadako ở phía bên kia điện thoại nghe rất rõ ràng. Cô ta cau mày, Diệp Bắc Minh, anh dám đến Đông Doanh thật. Tôi cảnh cáo anh, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, nếu anh dám. Tút tút tút, Diệp Bắc Minh trực tiếp tắt máy. Lúc này, Chiba Sadako ở mãi tận đảo quốc Đông Doanh ngẩn người. Cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng như cái chết. Đôi mắt cô ta đầy tia máu, tóm chặt điện thoại trong tay. Trái tim cũng đập điên cuồng không ngừng. Anh ta thực sự dám đến đông doanh sao? Mình đã phản bội anh ta, tại sao anh ta không tức giận chút nào? Chẳng phải anh ta nên nổi giận, gào thét, chửi mắng mình sao? Tại sao? Chiba Sadako không nhịn được run lên. Trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tức giận, nổi điên, uy hiếp, cô ta cũng không sợ. Chỉ duy nhất, vẻ bình tĩnh của Diệp Bắc Minh khiến cô ta sợ hãi. Một lúc lâu sau, trong mắt của Chiba Sadako lóe lên sát ý băng lạnh, nếu anh đã dám đến, thì Đông Doanh chính là nơi chôn thân của anh. Tốc độ của Vạn Lăng Phong rất nhanh. Máy bay đã được chuẩn bị xong. Diệp Bắc Minh đang định rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Cậu Diệp. Có một người đàn ông tự xưng là thư ký tiền xin gặp cậu. Một người giúp việc của Vạn Bảo Lâu đi vào. Diệp Bắc Minh không bất ngờ, anh đã đoán được tại sao thư ký tiền đến thành võ đế. Mời anh ta vào. Vâng. Thư ký tiền được dẫn đến trước Diệp Bắc Minh. Sắc mặt của anh ta vô cùng nghiêm trọng, so với trước đó, có thêm phần kính sợ khi đối diện với Diệp Bắc Minh. Thanh niên trước mắt còn dám giết cả vua Tây Vực. Kể cả thư ký tiền là người bên cạnh Long chủ, cũng không dám có suy nghĩ coi thường Diệp Bắc Minh. Long soái, cậu đã giết vua Tây Vực thật rồi ư? Thư ký tiền vừa gặp được Diệp Bắc Minh đã buột miệng hỏi. Diệp Bắc Minh cười, làm sao? Anh đến đây vì chuyện này hả? Thư ký tiền vỗ đùi, trời ơi, đúng là cậu làm thật ư? Ông ta là vua Tây Vực đó. Thư ký tiền há hố miệng, sau khi tin tức được truyền về Long Đô. Cả Long Đô đều bùng nổ. Xôn xao sôi sục. Thậm chí, các trưởng lão cũng không dám tin chuyện này là sự thực. Long chủ cũng đích thân phái thư ký tiền đến thành võ đế, xác nhận xem chuyện này có phải là thật hay không. Sau khi có được câu trả lời, thư ký tiền ngẩn người hồi lâu. Anh ta hít sâu một hơi, bất lực cười khổ, Long soái, cậu đúng là chọc thủng cả bầu trời rồi. Vua Tây Vực chết, lần này Tâu Vực sẽ hỗn loạn. Ồ. Diệp Bắc Minh nhìn anh ta. Thư ký tiền giải thích, tuy vua Tây Vực có dã tâm làm loạn, nhưng có ông ta ở đây, thì Tây Vực sẽ yên bình. Nhưng bây giờ vua Tây Vực chết, sợ ra là không thể kiểm soát bốn đại chiến thần dưới trướng ông ta. Có lẽ khoảng thời gian gần đây, Tĩnh Kiên Vương, Hạo Sơn Vương, Tả Vực Vương, Hữu Vực Vương sẽ hành động. Hiện giờ những người có cương vị cao ở Long Đô đều rất có ý kiến về cậu. Có người nói, phải. Thư ký tiền dừng lại, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, phải cách chức điều tra cậu. Diệp Bắc Minh cười, quay về nói với những người muốn cách chức điều tra tôi, sau này chuyện của Long Hồn, Diệp Bắc Minh tôi quyết định là được. Bảo bọn họ đừng có rảnh rỗi xen vào, nếu không thì đi gặp vua Tây Vực đi. Sau khi ném lại câu này, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi Vạn Bảo Lâu.
mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Vạn Lăng Phong đi theo phía sau. Chỉ còn lại thư ký Tiền ngẩn người đứng tại chỗ, đồng tử không ngừng co lại. Kinh sợ đến mức sắp nổ cả tim. Anh ta ngây người hồi lâu, mới thở dài một tiếng bắt đầu từ bây giờ, sợ rằng Long Quốc đã không có ai có thể trấn áp được cậu ta rồi. Chân Long, bay lên rồi. Trên máy bay đi đến Đông Doanh. Diệp Bắc Minh nhắm mắt, ý thức tiến vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Sau khi tiến vào cảnh giới Võ Tông, tầng thứ 7 trực tiếp mở ra. Thế giới trong tháp. Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào tầng thứ 7, trước mắt chỉ có một cái bục nhỏ. Anh đi đến xem, một cuốn bí tịch võ kỹ. Huyết hồn chú, không rõ đẳng cấp. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, huyết hồn chú là võ kỹ gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, tự xem đi, có bất ngờ. Diệp Bắc Minh mở xem ra, lập tức bị thu hút bởi dòng chữ trong đó. Mỗi một chữ đều được viết bằng máu tươi, dường như mang theo loại ma lực nào đó. Hồn của máu tươi, đều thuộc về ta, nguyền rủa giết sinh linh, tu la chấm dứt. Nguyền rủa chết bằng huyết mạch, trời đất kinh động, quỷ thần kinh hãi. Địa ngục Diêm La, chớ dám không tuân theo. Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh, suýt, võ kỹ này thật điên cuồng. Dựa vào huyết mạch, có thể nguyền rủa giết toàn bộ người trong tộc của huyết mạch này. Đúng là vật bất ly thân, cần thiết để diệt môn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, đây là một loại võ kỹ thần hồn, sau khi tu luyện, có thể lợi dụng huyết mạch để nguyền rủa giết người cách hàng triệu dặm. Hơn nữa, còn có thể tìm hồn. Thủ đô của đảo quốc Đông Doanh. Bên ngoài gia tộc Chi Ba được canh gác nghiêm ngặt, hơn 100 võ sĩ tuần tra mỗi ngày. Lúc này gia tộc Chi Ba sớm đã khác hoàn toàn ngày xưa. Tất cả những người đi qua trước cổng lớn gia tộc Chi Ba đều phải xếp hàng kiểm tra mấy lượt. Một thanh niên trẻ từ phía xa đi đến, bị một đội võ sĩ ngăn lại, anh tên là gì, nhà ở đâu? Từ đâu tới? Muốn đi đâu? Anh đến đây làm gì? Thanh niên trẻ thản nhiên nhả ra hai chữ, giết người. Anh nói cái gì? Những võ sĩ này kinh ngạc, lập tức tản hết ra, bao vây thanh niên không lọt một giọt nước. Thanh niên trẻ giơ tay, kiếm Đoạn Long liền xuất hiện. Bên trên còn có một con rồng quấn quanh. Phụt! Anh chém ngang một đường kiếm, hơn 100 võ sĩ đều bị chém ngang hông, chết ngay tại chỗ. Là ai? Khốn khiếp, đám đến gia tộc Chi Ba hoành hành, muốn chết hả? Ở cổng lớn gia tộc Chi Ba vang lên tiếng quát tháo. Mấy trăm võ sĩ xông lên, còn có mấy thượng nhẫn khí tức khủng bố, tất cả đều rút đao võ sĩ xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dẫm chân, một luồng sóng khí đáng sợ cuồn cuộn nổi lên. Các võ sĩ có mặt đều bị đánh bay, hóa thành xương máu. Anh đã là cảnh giới võ tông, những võ sĩ còn chưa bằng cả tông sư này, làm sao có thể ngăn cản được anh? Mấy thượng nhẫn bị cái dậm chân này đánh cho toàn thân nứt ra, máu tươi chảy ào ào. Nằm dưới đất kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, mày là ai? Soạt! Anh bước ra một bước, đến trước mặt mấy tên thượng nhẫn. Phập! Anh giơ chân dẫm bẹp đầu của bọn họ. Sau đó hiên ngang đi vào trong gia tộc Chi Ba. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, đợi đã, cậu nhóc, gia tộc Chi Ba này không đúng lắm. Sao thế? Diệp Bắc Minh dừng bước chân. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu cảm nhận kỹ hơn đi. Diệp Bắc Minh nhắm mắt, trong không khí phía trước có chút năng lượng dao động. Anh khẽ động trong lòng, kết giới. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế, sau cánh cửa phía trước, có một kết giới. Tôi cũng không tra ra được, phía sau kết giới có cái gì. Có thể chỉ là kết giới bình thường, cũng có thể phía sau ẩn giấu nguy hiểm. Cậu suy nghĩ kỹ đi, một khi đi vào, có thể có nguy hiểm. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, với thực lực hiện tại của tôi, nếu mượn sức mạnh của ông, có thể giết võ đế không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, không thể, nhưng, có thể tự bảo vệ mình. Diệp Bắc Minh bất ngờ, không giết được võ đế ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kêu lên, cậu nhóc, tuy thực lực võ đạo của trái đất hơi thấp, nhưng cậu còn cách quá xa cảnh giới võ đế. Một khi tiến vào cảnh giới võ đế, tương đương với một vùng trời khác. Vốn không phải đơn giản bùng phát là có thể giết chết võ đế. Hơn nữa, tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu tôi ở trạng thái đỉnh phong, không cần cậu, tôi ra tay cũng có thể giết võ đế. Ồ, một vùng trời khác. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, đợi cậu đến cảnh giới đó là biết ngay, hoàn toàn khác với võ giả bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.